Ý thứ ba, người có ý định đi tu cần làm gì để cha mẹ chấp nhận ý định đó? Có rất nhiều cách. Cách thứ nhất, bạn hãy gì? Hãy về gần gũi với bố mẹ mình khoảng 1, 2, 3 tháng, gần gũi, thật gần gũi, hãy hiếu thảo đến mức tột độ của một người con. Nào là ngồi bên cạnh mẹ đấm lưng, đấm lưng, đấm lưng cho mẹ. Thầy ngày xưa khi xuất gia trốn bố mẹ để đi tu, nói dối gia đình họ hàng người thân để đi tu. Và thầy phát nguyện có ba lời nguyện trước khi đi tu. Nguyện thứ nhất là nếu mà đầu á còn để tóc, tức là chưa thành một chú tiểu, chưa thành một vị sư, dù thịt nát xương tan không bao giờ quay trở lại lũy tre làng. Tức là thà chết đi cầu đạo, thà chết ở trên đường, thịt nát xương tan dù cha mẹ không thấy xác, còn hơn là gì? Còn hơn là còn trên đầu còn mái tóc của một người thanh niên, một người tại gia mà thất bại quay trở lại lũy tre làng. Đại ý là như thế. Đó. Đây là nguyện thứ nhất. Nguyện thứ hai là nguyện là gì? Sau khi xuất gia phải cố gắng học tập chăm chỉ, làm sao đó 3 năm phải lên được sư bác. Vì nghe ông cụ nhà hàng xóm nói là gì? Người nào mà chăm chỉ ngoan ngoãn thì 3 năm sẽ được lên sư bác. Thì mình cũng phát nguyện như vậy. Và cái nguyện thứ ba đó là nguyện rằng một đời này sẽ giải quyết xong vấn đề sinh tử, không để lan man sang kiếp thứ hai nữa. Đây là ba đại nguyện. Hai đại nguyện thì đã được gì? Được như pháp rồi, viên mãn rồi, được thành công hai đại nguyện. Còn nguyện thứ ba thì đây là một cái đại nguyện rất khó, thì phải làm hết cả cuộc đời mình. Trên thì khất cầu giáo pháp của Đức Phật để tu tâm dưỡng tính, dưới thì tùy duyên tùy nguyện hoằng pháp lợi sinh, làm chùa tô tượng đúc chuông để báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai. Thì còn sau này có được giải thoát hay không, phần đó là thuộc về Đức Phật và các Đức Phật và các Đức Bồ Tát. Các ngài thấy có đủ công đức để cho thầy đới nghiệp vãng sinh về Tây Phương hay không, đấy là việc của các ngài. Chứ bây giờ thầy cũng không quyết định được cái đó. Tất cả đều gì? Làm hết sức mình, bằng tất cả lòng thành của mình gì? Phụng sự đạo pháp, phụng sự dân tộc. Còn ấy, cái việc còn lại để Phật Bồ Tát sắp xếp, thầy cũng không dám đòi hỏi nữa. Chỉ được hai cái nguyện thứ hai đã là mừng lắm rồi. Nhưng cái nguyện thứ nhất ấy, vì thầy nguyện như vậy cho nên ấy, khi thầy đi tu cũng rất vất vả. Đến một hai chùa các thầy bảo đi về làm giấy tờ để thủ tục để đăng ký tạm trú tạm vắng và để làm đơn xin xuất gia, thầy đều không về. Vì không về cho nên người ta không nhận. Vì không nhận cho nên thầy phải long đong hết chùa Hương rồi chùa thầy lại chùa Hương lại, chùa Vạn Niên cứ đi qua đi lại như thế. Nhưng rất may khi ra chùa Vạn Niên, sư phụ chùa Vạn Niên là sư phụ của thầy bây giờ, cụ biết rằng là người dân tộc của thầy là vốn là chất phác thật thà, và thấy thầy là gì? Cái người gì? Cũng đần đần nữa cho nên thầy nghĩ rằng con mà nó đần đần như vậy thì chắc bố mẹ nó gì cũng chẳng khá hơn gì. Cho nên nó không thể từ trong dân tộc mà ra Hà Nội mà vác đơn đi kiện gì, đi kiện mà ông sư độ cho con đi tu được. Cho nên cụ đem gì, cụ cạo tóc béng đi. Cạo tóc xong rồi tôi mới về để xin giấy tờ để tạm trú tạm vắng, mới xin giấy tờ để làm thủ tục xuất gia. Về đến nhà thấy bà cụ thấy tôi cạo tóc một cái là bà cụ gì, lăn lê bỏ cảng ra sân, bắt đầu bà gì bảo ôi giời đất ơi, đấy nó lừa tao rồi, bao nhiêu năm nó đẻ nó ra, nuôi nó lớn khôn, bây giờ này nó lừa trắng lừa trơn tao rồi. Đấy, nó bảo là đi chùa 3 năm 9 tháng 10 ngày nó về lấy vợ sinh con, nó báo gì, nó báo hiếu. Mà bây giờ nó đi chùa mới có gì hơn 1 năm nó đã gì cạo tóc làm sư mất rồi, ai nó về được nữa, làm sao mà lấy vợ, làm sao mà sinh con được nữa, làm sao mà hương khoái tổ tiên được nữa, vân vân và vân vân. Cứ thế là khóc, khóc hoài, khóc hết cả từ buổi trưa. Tôi về đến nhà nhớ là khoảng tầm 9 giờ, đi từ sáng về đến nhà khoảng 9 giờ. Bà khóc cho đến khoảng 2-3 giờ chiều không ăn cơm. Để em gái tôi nó nịnh mãi, nó lừa mãi thì bà mới vào gì, bà nuốt mãi được bát cơm, nhưng vừa ăn vừa gì, nước mắt chan cơm để mà ăn. Nghĩ cũng thương, cả đời sinh con ra, mong cho con gì nên người, dựng vợ gả chồng cho con. Nay còn mỗi một thằng con trai duy nhất làm trưởng cả một cái dòng tộc, nay nó lừa nó đi tu mất, ai mà chẳng xót. Xót lắm chứ. Đặt mình vào hoàn cảnh đó, thực sự mình cũng rất là xót xa. Tôi mấy năm trước nuôi mấy độ cho mấy bác tiểu, khi nó không đủ duyên nó ra đi bằng một lý do nào đó, nhìn bên ngoài tôi cứng rắn nhưng mà trong lòng tôi cũng xót chứ.
cũng xót như mẹ tôi ngày xưa nhìn tôi thì tôi xuất gia vậy. Đó. Cho nên ở đây bà cụ xót xa như vậy thì tôi nghĩ rằng là đấy là cái tình cảm của con người. Con người ta hơn chúng, hơn các loài súc vật là cái tình đó. Mà súc vật, xin thưa quý vị, súc vật nó cũng có tình của súc vật. Chứ chúng ta đừng có nghĩ là súc vật nó không có tình. Nó cũng có tình, nhưng mà cái tình của nó ở trong phạm vi gì? Nhất định. Còn cái tình của con người chúng ta là bao la, rộng lớn, bao dung hơn cả à, hơn cả các loài súc vật đó. Cho nên á, tôi thấy bà cụ như vậy thì tôi mới thôi không biết làm thế nào. Thế đến tối, hai đứa em gái nó ngủ với mẹ, thì tôi vào tôi bảo thôi hôm nay, nói nhỏ với nó hôm nay anh đi hơn một năm nay anh mới về, thì hôm nay hai em ra ngủ ở ngoài, cho gì cho anh vào ngủ gì, ngủ với mẹ một tối. Thế là 21 gần 20 tuổi, mụ là 22 tuổi đầu, tôi vẫn còn vào ngủ và ôm vào lòng mẹ cả buổi tối hôm đó. Rồi á, đấm lưng cho mẹ, cứ đấm lưng và thủ thỉ là thôi mẹ, mẹ sinh con ra rồi thì mẹ nuôi con khôn lớn, cái đấy ân đức đấy là lớn lắm, chúng con không bao giờ quên. Nhưng mà bây giờ á, ngày đầu con đi tu á, lúc đó thì không vươn, vẫn chưa dám nói thật, vì nói thật lúc đó là bà cụ là càng sôi lên thì mình chết. Cho nên phải nói là gì, thôi mẹ, lúc đầu con cũng nghĩ là gì, con đi 3 năm 9 tháng 10 ngày con về thôi, để con gì, con báo hiếu, hương hỏa tổ tiên, lấy vợ sinh con để báo hiếu, hương hỏa tổ tiên. Nhưng mà con vào chùa á, thì các thầy ở trong chùa bảo là cái số của mày á, mà đi tu mà mày bỏ về á, thì mày chỉ có chết thôi con ạ. Lấy lúc đó phải lấy gì, lấy thầy tổ mình ra để mà gì, mà nói với bà là thầy bảo là các thầy trong chùa bảo đi tu mà bỏ dở mà về mày chỉ có chết thôi, không làm được cái gì đâu, không làm nên trò trống gì đâu, mà về còn làm khổ thêm cho bố mẹ, làm nhục thêm cho bố mẹ. Thầy con bảo thế, cho nên thầy con bảo như vậy. Vì vậy thầy con mới bảo đó, thôi thì thôi tôi cạo tóc cho chú để cho chú có thêm một chút phúc. Vì vậy mà thầy con mày mới cạo tóc, chưa xin được ý kiến bố mẹ mà đã cạo tóc. Thôi đằng nào cũng như vậy rồi. Và trước khi thầy con về, thầy con bảo á, tôi cho chú về là một đêm hai ngày, bố mẹ đồng ý hay không đồng ý thì cũng đi ra nói với tôi một câu. Nếu mà bố mẹ chú không đồng ý á, thì gọi bố mẹ chú ra tôi giả lại, hoặc rằng gì, hoặc chú đi đâu thì đi, tôi không nuôi chú nữa à, phải nói như thế. Sám hối cụ lúc đấy phải nói thật à, nói dối chứ, lúc đó phải nói dối cụ là như thế. Bắt đầu á, thấy cụ thì cụ càng thương mình, cũng càng nấc lên, cụ khóc nhiều hơn. Nhưng mà cái khóc lần này với khóc buổi chiều là với buổi sáng hoàn toàn khác nhau nhé. Đấy, vẫn là khóc, nhưng mà khóc buổi sáng, buổi trưa hoàn toàn với khóc bây giờ. Khóc lúc sáng là khóc gì? Khóc hận là gì? Nuôi nó lớn khôn, nó không làm theo ý mình, nó lừa mình. Nhưng còn khóc bây giờ là khóc gì? Thương con. Cái khóc bây giờ, cái tình mẫu tử nó đặt lên trên tất cả. Cho nên bà cụ thì khóc bây giờ là khóc vì tình thương. Nghĩ là bây giờ nó cũng khổ đấy chứ, nó cũng có sướng gì đâu, nó đi như thế nó cũng khổ tâm, và thì nó cũng lo để học hành để báo đáp đấy chứ, nhưng mà nó khổ. Và lúc đó tấn công tiếp, để vừa đấm lưng thụp thụp cho mẹ là vừa nói là thôi đằng nào mẹ thì con bây giờ cũng làm chú tiểu của nhà chùa rồi. Đấy. Mẹ ngày xưa, mẹ ở nhà hãy nghe con hát cái bài chuyện tình Lan và Điệp rồi mà. Đi tu rồi đâu có chuyện về được nữa đâu. Mà ngày xưa tôi ở nhà tôi hay hát cái bài chuyện tình Lan và Điệp. Cho nên là dẫn chứng những cái gì gần nhất, cái gì thiết thực nhất đối với cuộc sống. Và bà cụ nghe thấy, và bắt đầu ạ, bà cụ nghe thấy mình bắt đầu tấn công thêm. Tôi tấn công thêm là thôi, nếu mà mẹ mà trong ngày hôm ngày mai mẹ mà không đồng ý cho con đi tu thì con vẫn về, cái thứ nhất là giả chiếc xe máy của thầy, thầy cho mượn chiếc xe máy đi về mà mình không thể ăn trộm của Phật được, cho nên con vẫn phải đi về giả chiếc xe máy của thầy. Cái thứ hai là báo với thầy là gì, mẹ con không đồng ý, bố con không đồng ý, và chắc chắn thầy sẽ đuổi con ra khỏi chùa. Mà một điều chắc chắn con hứa danh dự với mẹ là gì, là con không bao giờ quay trở về nữa, khi đã phát nguyện thế phát xuất gia học Phật không bao giờ quay về dù bằng bất cứ lý do nào. Vậy cho nên con đã nguyện cống hiến cuộc đời này để trên thì dâng lên cúng giảng Đức Phật, dưới thì sau này có thể đem lại lợi lạc gì cho chúng sinh không thì con làm. Và mẹ nếu không cho con đi thì con gì, thầy đuổi con á, thì chắc chắn con phải đi vào tận trong miền Nam để tìm thầy học đạo. Nhưng mà mẹ, miền Nam con chưa biết ở đâu, chỉ nghe người ta nói là xa lắm, rất là xa. Mẹ, tiền con không có, mẹ biết rồi, con không có tiền. Mà con đi bộ từ đây vào Nam thì không biết gì, mẹ biết là con yếu mà, sức khỏe con không đủ. Và bà càng khóc nhiều hơn.
Bà cụ càng khóc nhiều hơn, có nghĩa là cái tình mẫu tử nó dâng đến cái gì, dâng đến cái mức tột độ rồi. Mình làm cho một câu nữa, đó là mẹ một ngày nào đó nếu nghe đọc báo hay là nghe xem trên tivi, mẹ thấy rằng có một ai đó, có một bộ xương khô nào đó ở chết dọc bên đường, thì đến khi đó có thể đó là bộ xương của con đấy. Như vậy chúng ta biết rằng cái tình cảm của người mẹ, không bao giờ có một người mẹ nào lại để gì, để cho người đứa con của mình nhé, nó muốn làm một cái việc lớn, đồng thời cũng là gì, vì cái việc sinh tử trọng đại của cuộc đời của nó, mà cha mẹ chúng ta lại có thể cản ta được. Không thể, cha mẹ chúng ta thì không thể, miệng thì có thể nói thà tao để cho mày chết, chứ còn hơn là tao để cho mày gì, cạo tóc vào cửa chùa đi tu. Nói thì nói như vậy thôi, nhưng thực tế, cái khi thực tế đó thì thôi, cứ khóc, hai mẹ con cứ khóc và mệt gì, gần như đến thâu đêm đến sáng, thì bắt đầu thì đến sáng ra thì bắt đầu khoảng độ tầm 8 giờ một cái, thì mình lại tiếp tục hỏi là mẹ, thế bây giờ chuẩn bị đến giờ để con phải đi đi về rồi, để trả xe cho thầy rồi, mẹ thương con thì gì? Mẹ ký cho con một chữ, còn không thì con cũng phải lạy mẹ con gì, con ra đi về để trả xe cho thầy, và thầy bắt con đi đâu thì không cho ở, đuổi con ra chùa thì việc tối hôm qua con nói với mẹ đấy là lời chân thành, mà quả thật trong lòng mình cũng nghĩ đó là thật đi. Nếu mà không lấy được chữ ký của gia đình nhá, thì theo luật là gì, sư phụ cũng không thể nào nuôi độ đệ tử được, và chắc chắn mình phải gì, lang thang ngoài đường thôi, và cả đời mình chỉ lang thang để đi cầu đạo thế thôi, không có chỗ nào để trú cả. Cho nên đó, lúc đó thì bà cụ sụt sùi bảo thế, nói với ông bố của tôi là gì, thế ý của ông thế nào? Thì ông ấy thì nói gì, thôi bây giờ quyền của mẹ nó đấy, chứ tôi bây giờ thì thế nào cũng được. Thế là được một tí, bà bảo thôi thì mang vào đây tôi ký, tao tao ký cho. Ôi giời, sướng quá, chả còn cái sướng nào bằng cái sướng đó hơn. Cái sướng vui sướng thứ nhất đó là được sư phụ cho cạo tóc, cái sướng thứ hai là lời nói của mẹ là gì, thôi mang vào đây tao ký cho, tức là ký cho gì, ký cho mình đi tu, tức là gì, miễn cưỡng đồng ý cho mình đi tu đấy đó. Cho nên á, bạn này hỏi là gì, là có người có ý định đi tu thì cần làm gì để cha mẹ thì có chấp nhận cho đi tu. Có rất nhiều cách, nhưng cách của tôi ấy là như thế, thì tôi có thể kể sơ qua cho gì, cho bạn có thể nếu mà có duyên, hoặc là bạn của bạn đã có duyên muốn đi tu mà cha mẹ ngăn cản không thể đi được, thì đấy cũng là gì, một trong rất nhiều cách để có thể làm cho cha mẹ chúng ta hiểu và đi tu, cho chúng ta thực hiện ý nguyện của mình. Bạn hỏi câu thứ hai, điều hai, gia đình con trước kia sống rất hạnh phúc, giờ đây nhiều yếu tố tác động vào khiến tình cảm của bố mẹ con xuống, đi xuống, con phải làm gì để bố mẹ con có thể hàn gắn lại hạnh phúc như trước ạ? Bạn có thể làm một cái cây cầu kết nối, thì chắc chắn bạn này đang là sinh viên rồi, thì đây là khóa tu sinh viên các bạn hỏi, thì bạn có thể những ngày nghỉ bạn có thể đi về gần gũi bố mẹ, và bạn chính là gì, sống làm sao bằng tất cả tấm lòng chân thành của mình, và để bạn gì, làm cái người kết nối giữa cha và mẹ, ở với cha thì nói tốt cho mẹ, ở với mẹ thì nói tốt cho cha. Đức Phật nói là dùng những lời gì, những lời hay ý đẹp như thế cũng có thể dần dần hàn gắn cho gì, cho hạnh phúc gia đình của chính nhà mình vậy. Và đặc biệt bạn phải dùng cái tấm lòng chân thành thanh tịnh của mình nhé, để làm cái cây cầu nối ấy. Và đặc biệt bạn cũng nên gì, nên tụng kinh Địa Tạng, đọc kinh Địa Tạng hàng ngày để, và niệm Phật, niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, để hồi hướng cho hạnh phúc gia đình nhà mình, cầu Phật Bồ Tát gia trì thêm cho hạnh phúc của gia đình nhà mình sớm được như xưa. Đó. Ý thứ ba, điều ba, bạn hỏi là con rất thích hướng thiện, thích làm việc thiện, đôi khi có nhiều người nói con, trách mắng con vì quá tốt, mà điều xấu lại trở nên lại lại đổ lên vào con. Con muốn hỏi con nên làm gì để tĩnh tâm hướng thiện và không phải nghe những điều xấu từ mọi người, mà tâm con tĩnh để hướng thiện nhiều hơn ạ? Bạn không thể muốn trồng một bông hoa sen ở trên một gì, ở trên một 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 đoạn đường nhựa, mà bông hoa sen đó
mà bạn không thể trồng một cái gì, một cái củ sen, mà mong một, nói đúng hơn là bạn không thể trồng một củ sen ở trên gì, một trên khoảng đất trống khô, hay là trên một gì, trên một đoạn đường nhựa bằng phẳng, hoặc là trên một gì, một cái sông bê sân bê tông, hoặc là sân gì, sân gạch nhà bạn mà nở ra một bông sen được bạn ạ. Bạn có hiểu không? Ý của thầy nói là gì? Bạn không thể nào mà gì mà được thanh tịnh, tâm của bạn được thanh tịnh, trí của bạn được khai phát khi mà bạn gì, bạn không từ ở trong thế gian này mà giác ngộ. Cho nên ở trong kinh Đức Phật nói gì, Phật pháp tại thế gian bất ly thế gian giác, tức là Phật pháp ở tại thế gian này không thể rời thế gian mà giác ngộ. Bạn cũng vậy, không thể nào mà gì không qua rèn luyện tôi giũa ở trong cuộc sống này mà bạn gì, bạn có thể biết mình là đã hoàn toàn tĩnh tâm hay chưa, mình hoàn toàn có thể làm được việc thiện trong cuộc đời này hay không. Cho nên á, đây cái môi trường mà bạn đang sống chung quanh ở ký túc xá, ở cùng phòng trọ với các bạn đó, bạn muốn làm việc tốt mà những người gì, những người chung quanh bạn có người không hiểu, lại còn ngược lại còn còn nói bạn thế này thế khác, là bày đặt, nhìn thế mà cũng gì bày đặt, nhà nghèo lại còn gì lại đòi gì ra dáng vân vân chẳng hạn, đại ai đại đại khái là như thế, đã không có lại còn gì còn cho kẻ ăn xin. Hàng tháng phải gì xin tiền bố mẹ mà gì để đóng học mà phải con còn cho kẻ ăn mày, đã nghèo còn bày đặt. Hoặc rằng gì bạn muốn phóng sinh, các bạn mình nói nhà đã nghèo bố mẹ đã gì hàng tháng phải đi kiếm từng đồng gửi cho rồi mà còn thì không biết thương bố mẹ, là còn thì còn bớt cả tiền bố mẹ ra để bớt cả tiền ăn để phóng sinh, vân vân và vân vân. Đó có thể là gì, vì các bạn của mình là chưa hiểu Phật pháp, chưa hiểu việc làm thiện của mình, chưa hiểu phóng sinh là việc thiện, chưa hiểu việc là gì cho cái người ăn xin 5.000 10.000 một cái bánh mì một bữa sáng thôi đã là cứu gì, đã cứu đói cho một một chúng sinh, cho một con người thoát khỏi một gì một bữa đói, cho họ được một bữa no, đấy là một việc cực thiện. Trong kinh Địa Tạng Đức Phật nói gì, nếu làm được việc đó, chia sẻ được cái việc đó cho một người khác, cho một chúng sinh khác, Đức Phật nói gì cũng giống như chia sẻ và cúng dường cho một một Đức Phật vậy các quý vị. Cho nên á, việc thiện ta cảm thấy ta làm ta an vui trong lòng, ta cứ thế ta làm, chứ đừng có dính mắc vào tiếng khen chê của bạn bè, của những người sống chung quanh chúng ta. Đối với tiếng khen chê của bạn bè, của những người sống chung quanh chúng ta, Phật dạy chúng ta sống về gì, đừng có để ý tới nó. Nếu ưa thích nghe tiếng khen thì lòng kiêu căng ngã mạn chúng ta sẽ nổi lên, nếu á ghét nghe tiếng chê thì á cái tâm bồ đề của chúng ta sẽ không lớn. Giống như vậy, củ sen, giống sen nó phải trồng vào trong trong bùn lầy tanh hôi thì nó mới gì, nó mới đâm chồi nảy lộc và nó mới gì đơm nụ nở hoa. Bạn có hiểu chưa? Đó cho nên á, thì qua câu trả lời như vậy thời gian nó không còn nữa, nhưng mong bạn thì hãy động não suy nghĩ một chút, dùng tâm mà suy nghĩ một chút, và trong cuộc sống bạn hãy cố gắng làm việc thiện nhiều hơn nữa thì chắc chắn rằng nó sẽ tốt đẹp, những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn nhiều hơn trong tương lai. Thế hôm nay thì giờ đã hết, toàn thể đại chúng chúng ta nghỉ ở đây. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một bạn nữa hỏi: A Di Đà Phật, con chào thầy, thầy cho con hỏi vài điều, hoan hỷ xin thầy giải đáp cho con ạ. Một, điều một, con người ta có sinh và tử, vậy khi còn sống con người ta làm điều ác trái với lương tâm, sau khi mất có được siêu thoát, mở ngoặc đơn hay lên thiên đường luôn luôn không ạ? Bạn hỏi là con người ta lúc sống làm điều ác, sau khi chết đi có được siêu thoát sinh lên thiên đường không? Chắc chắn là không. Câu hỏi này xin trả lời bạn là chắc chắn là không. Đối với đạo Phật không có khái niệm ấy, và không có gì, giáo lý nhân quả Đức Phật nói không có gì có trường hợp ấy xảy ra. Chỉ có một số tôn giáo khác họ nói rằng làm ác sau khi đối một vị gì, một vị linh mục hoặc một vị cha để rửa tội, làm lễ rửa tội, vị cha vị linh mục đó rửa tội cho, thì sau khi chết vẫn được Chúa đoán lên thiên.
thiên đàng. Nhưng đạo Phật không đồng ý quan điểm đó. Phật có trước gì? Thiên Chúa mấy trăm năm. Phật đã nói gì? Nói cái điều đó không bao giờ có cái chuyện là cả đời làm ác mà được một gì? Một đấng thần linh nào đó hay một đấng Chúa Trời nào đó bảo là chỉ cần theo ta, sám hối ta thì ngươi sẽ thoát hết tội. Không có cái chuyện đó. Mà sám hối theo ở quan điểm của nhà Phật đó là phải gì? Chứ sám có nghĩa là ăn năn, bày tỏ những lỗi trước ra và phát nguyện không tái phạm nữa. Đó gọi là chữ sám. Chứ hối có nghĩa là gì? Ăn năn, hối cải và nguyện dứt trừ từ nay không làm tái phạm lại những việc ác đó nữa. Đó gọi là những việc sám hối ở trong nhà Phật. Tức là bày ăn năn, bày tỏ những lỗi trước ra, không có giấu giếm cái gì, và phát nguyện chừa bỏ, không tái phạm và không làm những lỗi xấu xa như thế nữa. Đó mới gọi là sám hối thực sự. Và thay vào đó, người đó thay tâm đổi tính, bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, trở thành một con người, một con người hoàn toàn đem lại lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội ngay trong cuộc sống này, thì đó mới là người biết sám hối trọn vẹn. Con người như thế, Đức Phật nói là giống như chiếc áo bẩn chúng ta mặc trên mình. Khi biết chiếc áo bẩn mà biết gì? Biết cởi ra và biết rũ, biết giặt sạch đi. Và chiếc áo bẩn đó sau khi được giặt thì nó sẽ gì? Cũng như chiếc áo sạch, như chiếc áo mới mà thôi. Hoặc rằng giống như chiếc áo rách. Rách rồi, chúng ta biết rách, cởi ra và dùng cái gì? Kim chỉ, dùng một vài miếng vải khác tương tự như thế và khâu vá, trầm vá nó lại, thì chiếc áo đó lại được trở lại. Mặc dù nó không đẹp như chiếc áo chưa bị may vá, nhưng mà cũng gì? Cũng đủ để che thân, không bị hổ thẹn với người khác xung quanh mình vậy. Đó, trả lời Phật tử câu hỏi, bạn ấy câu hỏi như vậy. Một bạn nữa hỏi rằng, con kính chào thầy. Thầy cho con hỏi, trong cuộc sống này, sống luôn thành thật thì có tốt không ạ? Mấy đứa bạn con cứ nói con là ngố vì cái gì cũng thật thà. Nhưng con cảm thấy vui vì có đức tính tốt như vậy. Làm mặt cười, đánh mặt cười. Mong thầy hãy giúp con nói cho mấy bạn của con hiểu ạ. Con cảm ơn thầy. Ở trên đời này, rất cần gì? Những con người có ý nghĩ, có lời nói và có hành động chân thật. Tức là gì? Tức là những người tốt đó. Các bạn thấy không? Từ cổ chí kim, các bậc thánh hiền và những bậc gì? Những bậc thức giả, người ta đều tán dương khen ngợi những người tốt, lấy những người tốt là những tấm gương để cho gì? Cho người đời noi vào. Chứ có ai lấy những người xấu xa, những người gian dối, những người độc ác để làm tấm gương cho mọi người noi theo đâu. Cho nên với các bạn, có khi nói chưa, người ta chưa hiểu mình, hoặc là gì, với các bạn người ta thấy mình thật đến nỗi gì? Thật như đếm. Các cụ ngày xưa nói là thật như đếm. Cho nên có khi đối với các bạn nghĩ là gì? Mình hơi ngô ngố chẳng hạn. Không quan trọng. Điều quan trọng ở đây là bạn nói gì? Bạn thấy cảm thấy rất vui về cái đức tính đó. Sống quan trọng thì mình vui là được. Quan điểm của nhà Phật thì chúng ta không bị lay động bởi tiếng khen chê của người khác. Chúng ta không quan trọng với cái tiếng khen chê của người khác. Người khác khen chúng ta, họ cũng không cho chúng ta thêm một cái gì cả. Mà họ chê chúng ta thì họ cũng không gì, cũng không lấy mất đi chúng ta cái gì cả. Cái điều quan trọng là trong tâm mình thấy bình an, thấy thanh thản, thấy hạnh phúc và thấy gì? Luôn bằng lòng về cuộc sống mà mình gì? Mình đang hít vào thở ra đó. Đó, theo tư tưởng của Thiền sư Nhất Hạnh là hãy sống với cuộc sống hiện tại này. Hãy vui và vui với cái cuộc sống hiện tại này, hãy thở và thở với gì? Cuộc sống hiện tại này. Đó, tất cả mọi cử chỉ, hành động, lời nói, ý nghĩ của chúng ta hãy đưa nó về thực tại thì chúng ta gì? Sẽ cảm nhận được cái lòng từ bi, bình đẳng, vị tha của Đức Phật ở trong gì? Trong mỗi chúng ta mà thôi. Cho nên ở đây thầy khuyên bạn là gì? Hãy cứ sống với cái tâm chân thật như thế, thật thà
chất phác như vậy. Còn nữa, các bạn của bạn có thể nói bạn ngố, bạn ngu, vân vân. Điều đó không quan trọng. Và bạn hãy mỉm cười với các bạn ấy. Nếu mà bạn gì, bạn là tiến tới một Phật tử, khi nghe các bạn nói như vậy, bạn có thể chắp tay niệm gì, Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật. Đó. Chỉ cần một câu như thế thôi, vừa tăng trưởng công đức, tâm mình lại vừa hoan hỷ. Đó. Thế thì thầy chỉ khuyên bạn này nên hãy nên sống với cái tâm chân thật đấy, đừng có thoái tâm. Không chỉ bây giờ còn đang là sinh viên, mà sau này học xong, ra trường, đi công tác ở trong bất cứ ngành nghề nào, hoặc là các cơ quan đoàn thể nhà nước, hoặc là các doanh nghiệp, hoặc là chúng ta trở về sống một cuộc sống đời thường đi chăng nữa, thì rất quý với cái tâm chân thật đấy. Và mong bạn luôn sống được với nó cho đến hơi thở cuối cùng. Nhờ cái tâm chân thật ấy, mong rằng đến hơi thở cuối cùng ở cuộc đời này, 80 tuổi hay 100 tuổi đi chăng nữa, thì sau khi xả bỏ báo thân, chắc chắn bạn sẽ được, thần thức của bạn sẽ được hướng về cõi thiện, cõi lành, nó sẽ tốt đẹp hàng gấp nhiều lần ở cuộc sống của bạn đang sống hiện tại này. Chúc bạn luôn giữ được cái tâm chân thật của mình cho đến trọn cuộc đời này. A Di Đà Phật. Đạo tràng hỏi câu thứ hai. Xin thầy cho biết kinh Phật có khi nào quy định loại hoa nào được cúng Phật và gia tiên không? Loại hoa nào không được cúng Phật không? Vì khi xem trên mạng, con thấy báo họ viết hoa dùng tặng cho tình yêu nam nữ thì không được dùng để cúng. Rồi có nhà đi xem bói, thanh đồng họ bảo chỉ được cúng mỗi loại hoa hồng thôi, thế là cứ thế, theo không dám dâng các loại hoa khác lên cúng. Đó. Đạo tràng Phật tử này hỏi là câu thứ hai, nói rằng là trong kinh Phật có chỗ nào quy định phải cúng Phật loại hoa gì không? Tôi khẳng định là không. 8 năm ngồi trên ghế nhà trường và 11 năm nghiên cứu và giảng dạy, chúng tôi chưa đọc thấy bộ kinh nào Đức Phật quy định là gì? Là đối với Phật phải cúng bông loài hoa nào và loài hoa nào không được cúng. Xin thưa các quý vị, khi Đức Phật còn tại thế, có một anh chàng nhà nghèo. Anh chàng rất kính Phật, nhưng mà anh chàng thuộc cái dòng dõi Thủ Đà La. Anh ta nghĩ rằng mình không được đến gần Đức Thế Tôn. Vực Đế Thế Tôn là bậc gì? Là bậc chân quý ở thế gian. Ở thế gian thì ngài là dòng dõi Sát Đê Lợi, mà xuất gia thành Phật thì ngài còn trên cả dòng dõi Bà La Môn. Cho nên ta không dám đến gần ngài. Vì vậy mà nhiều ngày, cái vị thanh niên nghèo dòng dõi Thủ Đà La đó cứ đứng ở trong một nơi ẩn, một nơi rất khuất, khá khá xa để nhìn Đức Phật và Chư Tăng đi khất thực qua. Anh ta bao giờ thấy Đức Phật đi ngang qua, anh ta cũng quỳ gối xuống và anh ta cố giấu để cho Đức Phật và Chư Tăng không nhìn thấy. Trải qua một thời gian khá dài như vậy, anh ta cứ làm như thế. Một hôm, ngài thấy là Đức Phật đi vào chính làng của gì? Anh chàng thanh niên đó nhìn thấy Đức Phật và chúng tăng vào ngôi làng của anh ta để khất thực. Bây giờ thì anh ta thì đang có công việc đi ở trên cái đoạn đường ra đầu làng đó, và anh ta bất chợt mãi đi vừa vui vừa hát, vì nghĩ tới hôm trước anh ta nhìn thấy Phật, anh ta vẫn đang tưởng tượng rằng nếu như mình có đủ phúc duyên như là những gì, những người dân ở trong làng kia được dâng lên Đức Phật gì, bát cơm, được dâng lên Đức Phật đức đồ ăn, những thức uống, và quỳ dưới chân ngài, được đỉnh lễ dưới chân ngài, và được gì, được lễ và được hôn lên đôi gì, đôi bàn chân của ngài, thì tốt biết bao. Anh ta nghĩ như vậy, và anh ta mải mê nghĩ như vậy, anh ta cứ vừa đi vừa hát, vừa đi vừa nhảy, vừa đi vừa hát. Bất chợt anh ta thì ngẩng đầu lên, trước mặt anh ta là Đức Phật và 1250 vị đại đệ tử đang tiến gần tới anh ta, chỉ còn cách khoảng độ 15-20 bước chân. Đức Phật nhìn thấy anh ta gì? Đức Phật mỉm cười một cách rất là tươi. Anh ta nhìn thấy như vậy, anh ta định chạy trốn. Nhưng mà khi đó anh ta nghĩ là chạy trốn gì? Bằng cái, không biết bằng cái nhân duyên nào đó anh ta định chạy trốn. Nhưng mà anh ta gì? Không chạy trốn nữa.
anh ta liền là nhìn sang bên ngay bên rìa của mình, anh ta nghĩ ngay là mình phải có một cái gì cúng dường Đức Phật. Đây là cơ hội số một duy nhất của ta, vì chung quanh đây không có bà la môn nào, không có vị sát đế lợi nào, không có gì dòng dõi phệ xá nào nhìn thấy ta, cho nên chỉ có Đức Thế Tôn và chúng tăng và ta mà thôi. Và anh ta thì liền là bước sang ở bên vệ đường 2-3 bước, và anh ta hái một cái nắm hoa, gọi là hoa cỏ dại ở ven đường, và anh ta cầm lấy một nắm hoa như vậy, anh ta gì liền vội quỳ, liền vội quay lại giữa đường và quỳ xuống, thì Đức Phật cũng vừa bước tới nơi anh ta gì không dám ngẩng mặt lên, đem dâng hai tay lên Đức Phật như thế này, và Đức Phật thì từ từ nhận lấy và ôn tồn hỏi anh ta, rồi nhận lấy Đức Phật còn cảm ơn và ôn tồn hỏi anh ta đi đâu, có chuyện gì mà vui thế, vân vân chẳng hạn. Anh ta thì nghe Đức Phật nói như vậy không tin vào tai mình nữa, nhưng mà anh ta chấn tĩnh lại, quả thật Đức Phật gì đang nói chuyện với ta. Và anh ta kể với Đức Phật tất cả những cái câu chuyện mà một thời gian khá dài về trước anh ta đã nhiều lần mong muốn được cúng dường Phật, nhưng mà sợ không dám đến gần Phật, sợ là các dòng dõi sát đế lợi, bà la môn và phệ xá nhìn thấy anh ta đến gần đến Phật, họ chửi, họ mắng, họ đánh anh ta, cho nên anh ta không dám tới. Nay anh ta chung quanh anh ta chỉ có anh ta với Phật và chư tăng, cho nên anh ta mà ở trong cái tình huống tránh cũng không được đó, anh ta làm như vậy. Và Đức Phật khen ngợi, nhận cái nắm cỏ của anh ta, hoan hỷ. Và Đức Phật nói với tôn giả A Nan và bảo tôn giả A Nan là, này A Nan, ông có thấy là gì, là anh chàng thanh niên thư sinh này chăng, nhờ vào cái công đức cúng dường Như Lai một gì, một nắm hoa này, mà sau khi xả bỏ báo thân, anh ta được sinh lên làm vua của cõi trời gì, Phạm Vương, trải qua gì hàng trăm ngàn vạn ức đời ở trên đó. Sau khi mãn báo thân ở cõi là vua cõi trời Phạm Thiên Vương đó, anh ta lại sinh xuống cõi trời Đau Lợi và tiếp tục làm vua ở cõi trời Đau Lợi. Rồi anh ta gì sinh xuống nhân gian, tiếp tục làm vua ở nhân gian, trải qua gì hằng hà sa số kiếp, và tại đó anh ta gặp Đức Phật Di Lặc, hoặc là gặp một vị đức, gặp một Đức Phật trong tương lai, chứ không nói là gặp Đức Phật Di Lặc, gặp một Đức Phật trong tương lai, và anh ta phát tâm Bồ Đề, xuất gia tu đạo, chứng đắc thánh quả A La Hán, vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ, nhờ một gì, một nắm hoa cỏ dại ở bên đường. Cho nên dựa vào đó, chúng tôi có thể khẳng định với nhóm Phật tử ở trong đạo tràng này rằng gì, trong kinh Phật không có quy định là gì cúng Phật phải cúng bằng loài hoa nào. Còn ở Phật tử nói rằng xem trên mạng internet họ viết rằng á, cúng Phật là gì? Là không được cúng những loại hoa dùng để tặng cho tình yêu như là hoa hồng. Chúng ta biết có loại hoa nào là quy định cụ thể loại hoa nào là loại hoa tặng cho tình yêu không? Không phải. Không phải hoa hồng là loại hoa chỉ dành tặng cho tình yêu, mà hoa hồng còn là loại hoa gì? Ví dụ như đại lễ Vu Lan báo hiếu, hoa hồng còn là biểu tượng của gì? Của cái tấm lòng hiếu hạnh của người làm con. Cho nên mới có một cái bài hát nói về gì? Một bông hồng cho anh, một bông hồng cho em, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ, để lòng vui sướng hơn. Lỡ mai này mẹ hiền có mất đi, như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ, vân vân đó. Cho nên chúng ta thấy bông hồng không phải là bông hoa hồng, không phải chỉ để dành cho đôi tình yêu lứa đôi nam nữ, mà bông hoa hồng còn gì, ở trong đạo Phật còn được gắn lên ngực áo của chúng ta mỗi khi gì, mùa Vu Lan báo hiếu tới. Ở trong nhà Phật gì, bông hồng trắng được cài lên ngực một ai đó thì đó là mang ý nghĩa người đó đã mất cả cha lẫn mẹ và đáng thương thay. Bông hồng đỏ cài lên ngực áo một ai đó mang biểu tượng và ý nghĩa là gì, bạn ấy đã mất đi một người cha, hoặc rằng là đã mất đi một người mẹ, và chỉ còn có một người bên bạn ấy nữa thôi. Đó, cho nên biểu tượng
về tình yêu. Như bạn nói là gì? Đạo tràng nói là gì? Biểu tượng bông hoa là biểu tượng của tình yêu, đem tặng tình yêu, và nói là hoa hồng. Chỉ cũng không đúng là như thế. Và ở đây đi xem bói, bạn đạo tràng này nói nếu đi xem bói thì cái bà đồng lại bảo là gì? Chỉ được cúng hoa hồng. Đấy, chỉ được cúng hoa hồng, còn các loại kha khác là gì? Không được cúng Phật. Cũng không đúng. Đấy chỉ là gì? Là tà kiến, là biên kiến, là thiên kiến. Tà kiến tức là gì? Là cái nhìn thấy không đúng đắn, không chân thực. Biên kiến tức là cái nhìn thấy thiên lệch về một gì? Một bên. Tức là không chuẩn, cái nhìn gì? Không chuẩn. Cho nên ở đây thành tâm hoa gì cũng Phật cũng được. Thậm chí như nắm qua gì? Nắm hoa dại ven đường Phật gì? Vẫn thọ ký cho người đó làm vua các quái trời. Và đặc biệt là sau này còn gặp các đức Phật trong tương lai và tu hành thành gì? Thành đạo chứng quả A-la-hán, vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ. Cho nên ở đây gì? Điều quan trọng xuất phát từ cái tâm. Cái tâm chúng ta là quan trọng nhất. Tâm thành kính, nương vào bông hoa nào á thì cũng là bông hoa đẹp nhất. Bông hoa sen, bông hoa hồng, bông hoa cúc, bông hoa lan, bông hoa huệ, bông hoa, thậm chí là bông hoa gì? Bông hoa thải lại ở ngoài đường, xin lỗi các quý vị, nó đều là bông hoa tâm đẹp nhất để dâng lên Đức Phật. Bông hoa đó phải được thể hiện qua lòng thành kính và sự tu tập bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện của mỗi mỗi Phật tử của chúng ta hàng ngày trong cuộc sống này vậy. Chứ không phải là lúc đến cửa chùa chúng ta dâng gì cái lễ thật to, thật đắt tiền, và mua những gì? Những bông hồng thật quý, hoặc là những bông hoa thật quý, thật đắt tiền thì Phật mới chứng. Không phải đâu. Mà Phật muốn gì? Muốn nhìn thấy những bông hoa, bông hoa giới đức, bông hoa trí tuệ, bông hoa từ bi. Hằng ngày chúng ta gì? Chúng ta làm cho gì? Cho đời, làm cho đạo pháp, và làm cho đời, tức là làm cho dân tộc mình, và làm cho tất cả chúng sinh này á. Bông hoa đó mới là bông hoa gì? Bông hoa mà Đức Phật muốn chúng ta dâng lên để cúng dường Ngài. Đó. Và mong rằng đạo tràng sau cái câu hỏi này có cái nhìn đúng đắn về gì? Về việc cúng dường Tam Bảo, đặc biệt là gì? Cúng dường Phật, dùng hoa để cúng dường Phật. Hương hoa, oản quả vân vân đó, tất cả cái đó chỉ là phương tiện. Cái điều chính Đức Phật cần tới là cái tâm của chúng ta. Vì vậy là rất mong đạo tràng chúng ta có cái sự học và sự hiểu đúng đắn với chính pháp của Đức Phật. Đừng có suốt ngày đi xem bói, hoặc là đừng có gì tin những gì trên mạng họ viết là tuyệt đối. Trên mạng bây giờ nó gì? Nó lộm cộm lắm. Thông tin nó rất là tạp. Chúng ta mà xem nhiều thông tin trên mạng á, chúng ta có thể là gì? Không biết đâu để mà lần. Đó, không biết đâu để mà lần. Các thông tin trái chiều nhau, rất khó để lần. Thì tốt nhất là thôi, dành thời gian để tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tô phúc bố thí cúng dường, làm việc thiện. Đặc biệt các Phật tử mà có tuổi rồi thì thôi, mạng méo làm gì nữa. Một câu A-di-đà Phật, hoặc có thời gian thì gì? Tụng kinh. Không có thời gian nhiều thì một câu A-di-đà Phật, Nam-mô A-di-đà Phật, hoặc A-mi-đà Phật, Nam-mô A-mi-đà Phật. Cứ thế mà nhất tâm để mà thọ trì đọc tụng một ngày không xa. Khi báo thân chúng ta hết, A-di-đà Phật, Quán Âm Thế Chí, Văn Thù Phổ Hiền, Địa Tạng, vân vân, các ngài hiện đến trước mắt chúng ta, rước thần tiếp, rước thần thức chúng ta, trong khoảng một niệm sát na rất nhỏ, rất ngắn thôi, chúng ta được về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, nương vào hoa sen gì, ở ao Liên Trì, chín phẩm mà sinh ra, hoa nở thấy Phật, vừa thấy Đức Phật, tai nghe chính pháp, tâm sinh đại hoan hỷ, liền chứng được quả ngộ gì, quả vị gì, vô sinh pháp nhận, vĩnh viễn thoát ly sinh tử. Từ đó tùy theo bản nguyện của mình và thần nương và thần lực của A Di Đà Phật, trong một khoảng bữa ăn có thể biến khắp mười phương phân thân vô số, thân thừa cúng dường hằng hà sa số các đức Phật khắp trong mười phương, và lại được các đức Phật đấy khen ngợi, giơ cánh tay vàng xoa đầu thọ ký cho mình gì, được thành Phật trong một kiếp rất gần không xa. Những cái việc làm hoan hỷ như thế, lợi ích như thế chúng ta không làm, thì cứ đi thì chạy đông chạy chạy tây rong ruổi, tìm ngược tìm xuôi làm cái gì.
đi xem bói xem toán làm gì nữa, cho nó gì, cho nó lo mất của mà lại còn lo vào thân, lang thang trên mạng lắm làm gì nữa, cho nó gì loạn tâm ra. Đấy, có tuổi rồi thì lo tu đi. Đó. Tiếp theo là câu hỏi một bạn sinh viên nữa. Bạn hỏi rằng ạ, con chào thầy, con xin phép thầy cho con hỏi một vấn đề về gia đình ạ. Mẹ con làm nghề bán gà, không thể tránh khỏi sát sinh vì là nghề kiếm sống, không thể từ bỏ vì nhiều lý do. Con xin thầy cho con lời khuyên, chỉ giúp con cách để có thể giảm bớt tội nghiệp mà mẹ con phạm phải ạ. Con xin cảm ơn thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là một câu hỏi của một bạn sinh viên tham dự khóa tu hôm rồi. Bạn nói rằng mẹ của bạn làm nghề bán thịt gà, nhưng mà đây là cái nghề mưu sinh của gia đình bởi nhiều lý do. Trong đó mình phải nói là chắc chắn là lý do về kinh tế. Vì ổn định kinh tế gia đình, đặc biệt là gì? Nuôi các con ăn học. Cha mẹ chúng ta sẵn sàng làm tất cả các công việc, mặc dù biết có thể việc đó là việc gì? Việc có lỗi với gì? Với các loại chúng sinh khác, thậm chí là gì? Kết oán với các loại chúng sinh khác, như là nghề gì? Sát sinh hại vật. Nhưng mà vì con cái, cha mẹ gì? Vẫn sẵn sàng hy sinh tất cả để cho con cái được ăn được học, để cho con cái gì? Không bằng chúng bằng bạn, nhưng mà nó cũng không gì, không quá kém chúng bạn quá. Thì đấy là gì? Đấy là cái tình của cha mẹ dành chỉ dành cho con cái. Bạn hỏi vậy thì bây giờ cái nghề đó thì bằng nhiều lý do bây giờ không thể bỏ, nhưng mà xin thầy để cho lời khuyên để giúp cho gì? Cho mẹ giảm bớt những cái tội khổ về sau này, cái nghiệp báo về sau này. Thì cái thứ nhất là một người con muốn báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục cao hơn núi Thái, rộng hơn biển sâu của cha mẹ, thì bạn phải là người người con hiếu thảo, chân thành, chính trực. Phải đặt vấn đề gì? Hiếu thảo và đặt vấn đề học tập lên hàng đầu khi mà bạn còn đang gì? Đang ngồi trên ghế nhà trường là một sinh viên. Nhớ đến cái công ơn sinh thành dưỡng dục to lớn của mẹ, nhớ đến hàng ngày mẹ vẫn vì mình mà gì mà làm những việc gọi là trái với luân thường đạo lý của nhà Phật. Còn ở thế gian thì họ cho cái việc đó là việc bình thường, nhưng mà với nhà Phật á, thì Đức Phật trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa ngài nói rằng gì, tất cả chúng sinh đều có Phật tính, ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Cho nên đối với một đệ tử của Đức Phật, dù tại gia xuất gia, việc sát sinh hại vật đó chính là việc gì? Giết một vị thật vật tương lai. Tội lỗi đó không sao mà dùng lời nói có thể diễn tả hết được. Có cái là quả báo. Hôm nay chúng ta chưa thấy gì, nó chín, chúng ta chưa biết sợ, và chúng ta cứ nghĩ rằng á, nó không có quả báo ấy. Mới sáng hôm nay, sáng sớm hôm nay, tôi xem một cái clip về ở trong miền Nam, có về một anh chuyên làm nghề gì, thịt chó, chuyên giết chó, thịt chó để bán cho các quán hàng, bán cho các quán phở, rồi bán cho các quán nhậu. Anh ta làm được một thời gian cũng khá dài. Thì một hôm á, anh ta vừa giết một con chó xong thì anh ta kiểu như bị trúng gió, và anh ta, mọi người thấy anh ta là gì? Nằm lăn ra trên đất. Rồi được một chốc á, thì anh ta bắt đầu lăn lộn ra chưa hết, anh ta bắt đầu là gì? Sủa ra tiếng chó. Thấy người đến mà cái anh ta sủa ra tiếng chó. Và một điều quan trọng nữa, nhìn anh ta gì? Lúc đó thì nghe lạ như vậy, hàng xóm đến thăm, nghe cái tin lạ như vậy, một anh đồ tể chuyên giết chó nay tự nhiên bị ngã lăn ra đất kiểu như là bị trúng gió thì lại sủa ra tiếng chó. Mọi người thấy lạ đến xem. Anh ta thấy càng đông người đến thì anh ta càng chui vào trong gầm giường. Đúng như kiểu là gì? Đúng giống như kiểu chó thấy người đến đông một cái thì sợ người sủa, nhưng mà chui vào gầm giường. Anh ta chui vào gầm giường thì vừa chui gì? Vừa sủa. Tôi xem cái clip thế là anh ta thì vì anh ta to lớn quá
chỉ chui được mỗi một nửa phần người vào trong, còn từ cái phần lưng trở ra nó vướng cái giường, nó không thể vào được. Và càng nghe người ta đến nhiều, anh ta càng rúc vào và càng sủa to hơn. Và đặc biệt là gì? Cái đôi mắt, cái người quay phim ấy, chắc là dùng cái máy quay, dùng bằng máy điện thoại để quay hoặc là máy iPad để quay, cho nên là lắm khi là hình nó cũng giật và nó không được rõ lắm, nhưng mà thấy nó vẫn thấy rõ 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 ràng là gì, hai cái ánh mắt của anh ta lúc đó nó sáng lên như ánh mắt của con chó ở trong đêm tối vậy. Vì khi nó quay vào trong cái gầm giường thì nó hơi tối tối một chút, không nhìn thấy rõ mặt của anh ta, chỉ nhìn thấy rõ gì, hai con mắt xanh lè và sáng quắc như như con mắt chó ở trong trong đêm vậy. Và mọi người chung quanh họ còn nói rằng á, đấy đấy, tiếng của họ nói chung quanh, tiếng này ở trong miền Nam họ nói đấy đấy, mắt thấy chưa, đôi mắt đúng như mắt chó, không sai một chút nào, mà tiếng sủa thì giống tiếng chó hệt 100% rồi. Đấy gọi là quả báo nhãn tiền, trong kinh Phật gọi là nhân quả rõ ràng, hay mình còn gọi là quả báo nhãn tiền. Nghĩa là sao? Nghĩa là quả báo đến sớm vậy, ngay kiếp này vậy, không cần phải đợi đến kiếp sau, cũng chẳng cần phải đợi đến chết đi mới vào địa ngục thọ báo, hay là chết đi làm thân gì, thân chó để cho gì, cho người ta giết trở lại, mà đấy gọi là quả báo nhãn tiền, tức là quả báo ngay trước mắt, nhân quả rõ ràng, không có phải đi tìm ở đâu xa. Phật tử này, bạn sinh viên này có thể nếu chưa tin thì tìm ở trên cái trang Facebook của nhà chùa, các vị ấy cho đăng lên rồi đó, xem và đưa cho mẹ xem. Mà nếu mà mẹ mà xem được, mà nếu mà khuyên mẹ được chuyển cái nghề khác sớm càng tốt, mà vẫn đảm bảo cuộc sống gia đình, vẫn đảm bảo gì, để cho bé đi ăn học, cho các con đi ăn học đó, ví dụ như buôn bán hoa quả hoặc là hàng khô, bánh kẹo vân vân. Những người buôn bán hoa chuyển buôn bán hoa quả, hàng khô, bánh kẹo hay quần áo vẫn sống mà, họ vẫn sống đó. Họ vẫn sống, nhưng có cái gì, có thể là nó kiếm tiền nó gì, nó vất vả hơn một chút đó, phải làm cả ngày. Còn cái này thì dậy sáng cắt tiết mấy con gà đem giao cho mấy hàng phở là gì, có đôi trăm nghìn hoặc vài ba trăm nghìn rồi, nó nhàn hơn, nhưng mà tạo nghiệp rất khủng khiếp. Cách đây năm 2010, cuối 15 sang đầu 16, thầy có nghe câu chuyện các Phật tử ở thị xã Sơn Tây nói rằng có cái bà bạn ở nhà hàng xóm của một Phật tử, có bà bạn hàng xóm. Bình thường thì ngày xưa thì thỉnh thoảng mùng một ngày rằm bà cũng hay đi chùa gần nhà, nhưng mà khi cái nhà bà bên cạnh, nhà cái cô bên cạnh, bà là cũng là chuyên là buôn gà, nhưng mà không giết, buôn thôi, đi mua lẻ ở trong dân về, bắt đầu là lại đổ đi cho những quán hàng quán ăn và bán ra chợ, gọi là đi buôn gà. Thế bà này thì khi mà rỗi rãi thì sang nhà cô ấy chơi. Cô ấy trước đây có cái người giúp việc chuyên hay hay làm cái việc đó, nhưng cô ấy thì bỏ về, cô không làm nữa, cô bỏ về. Thế bắt đầu cái cô hàng xóm kia bảo cái bà cụ này là thôi bây giờ cụ cũng còn khỏe, chơi không làm gì, để giúp việc cho cháu thì mỗi ngày cháu giả 100 nghìn. Thế bà cụ nghe cũng vui vui. Thế đi chơi đi buôn dê lê lắm thì nó cũng chán, mà bạn mình thì mấy bạn là đi vào chùa tu hết rồi, giờ ở nhà mình cũng chán, mà đi chùa thì mình cũng không thấy, cảm thấy không có duyên, cho nên lại cũng không muốn đi chùa để tu với các bạn. Thế là ở nhà, sang nhà hàng xóm, ngày ngày làm cái gì, ngày ngày chỉ có việc là gì, nhồi bánh đúc vào trong trong bụng con gà, nó không muốn ăn á thì cũng há mồm nó ra, cạy miệng nó ra và nhồi cho thật đầy vào. Bình thường là mỗi con gà như vậy nó được 3 cân, thì nhồi khoảng độ 3 hoặc 5 lạng bánh đúc vào cho nó đầy cái niều nó ra, đầy cái niều con gà ra, và bắt nó phải nuốt đến mấy lạng bánh đúc vào như vậy, và sau đó thì đem đi bán. Cứ như thế 5-6 tháng trời. Và một hôm bà ấy thấy mình khó chịu và đi khám, phát hiện ra mình bị ung thư gì, ung thư cổ. Bà hàng ngày, có mấy tháng trời hàng ngày bắt những con gà tội nghiệp kia, cạy miệng nó ra và đút bánh đúc vào trong miệng nó, đút bánh bánh đúc bánh phở vào trong miệng nó, bắt nó gì phải ăn, không ăn cũng phải ăn, mà ăn cho tặc lên đầy đầy tới cổ thì mới thôi. Tức là mỗi con bình thường nó phải được ít nhất là 3 đến 5 lạng nữa, mà mỗi ngày được có 100 nghìn. Một tháng 30 ngày, tôi cứ cho làm hết cả 30 ngày được 3 triệu bạc, 6 tháng được bao nhiêu triệu, 36 18 được 18 triệu đồng, mà tạo tội không biết bao nhiêu. Và 3 tháng ấy
6 tháng ấy, 18 triệu ấy không bỏ để cho bà gì, đi khám bệnh viện và mua một lần mua thuốc. 18 triệu đồng. Mà bị cái quả báo là nhãn tiền đó là bị bệnh ung thư cổ. Khi mà bà ấy bị như vậy, phát hiện ra như vậy thì bà bắt đầu đi thuốc thang rồi, nhưng mà cũng không ổn. Càng thuốc vào bao nhiêu thì nó càng phát nhanh dữ bấy nhiêu. Mà nó phát đến cái khi mà cái ung thư ở nơi cổ họng của bà, vòm họng của bà, nó phát ra đến nỗi là không ăn được nữa. Không thể ăn được cơm. Nấu cháo, cháo cũng chẳng thể ăn được. Vì sao? Vì đau. Và bà ấy rên la suốt ngày. Rồi mấy bà bạn mà ngày xưa chơi với bà mà hay vào đây tu tụng kinh Địa Tạng đó, về mới nói với bà là thôi, đây chắc cũng là cái nghiệp báo của bà. Bà thôi hoan hỷ, rồi niệm Phật đi. Bà bảo là đau thế này niệm làm sao được. Đau lắm, không thể nào mà niệm được. Thế các Phật tử ấy khuyên là thôi, bà nghe tôi, bà thì bà cứ niệm. Thầy nói rằng á, có người nào mà mắc vào cái tội báo khổ mà niệm danh hiệu Phật, danh hiệu Bồ Tát, Địa Tạng được á, thì tiêu trừ nghiệp trước. Mà chúng tôi cũng đi chợ niệm cho một số ca, họ đau đớn là gì, lăn lộn, nhưng mà chúng tôi đến tụng kinh Địa Tạng và niệm Phật cho họ, họ bớt đau, thậm chí có người không còn đau nữa. Và bà cũng nên nghe thầy và nghe chúng tôi mà niệm. Thì lúc đầu bà bảo đau không niệm được, nhưng là do cái sự động viên của các Phật tử á, thì bà cố gắng bà niệm thầm ở trong tâm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát và Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Bà nhất tâm bà niệm như vậy thì một tuần sau, hơn tuần sau, bà thấy là bớt đau hơn và uống được cháo loãng. Và cứ niệm như vậy thì khoảng độ một tháng sau thì bà bớt hơn, nhưng mà vẫn phải ăn cháo. Nhưng trước khi ra đi bà gần như không bị đau nữa, tức là bà vẫn chết, bà đau và vẫn chết, ca đấy không khỏi, vẫn chết. Nhưng mà trước khi chết bà tỉnh táo vẫn niệm Phật được cho đến giây phút cuối. Đó cũng là một cái duyên lành để trước khi nhắm mắt xuôi tay bà có thể sám hối ăn năn trước Phật, trước Bồ Tát, với trước những cái thần thức của những con gà mà tội nghiệp kia, oan ức kia, thù hận bà kia. Đó, cho nên ở trường hợp này thì thầy cũng khuyên bé này, vừa là thứ nhất là bé này phải chăm chỉ học hành, trở thành một đứa con ngoan trò giỏi, để mong rằng mình học ra trường, mình xin vào các cơ quan nhà nước hoặc các doanh nghiệp sớm có công ăn việc làm, để lo cái vấn đề kinh tế, ổn định kinh tế cho gia đình. Nếu mà còn các em đi học thì mình có thể chưa vội lập gia đình mà ở nán lại mấy năm để thay mẹ, giúp mẹ nuôi cho các em nó ăn học. Mình phải hy sinh bản thân mình như thế một chút, chứ không có mới học xong một cái lại lo lập gia đình, tức là lại lo lập gia đình, có gia đình riêng thì mình lại lo cho cái mái ấm gia đình của mình, cũng chẳng giúp được mẹ cái gì cả, chẳng giúp được gia đình cái gì cả. Như thế thì cũng chưa phải là người con hiếu thảo, người con biết nghĩ về cha mẹ. Cho nên vì sao thầy nói về trường hợp này, thầy khuyên như vậy, thì bạn có ở lại làm kinh tế để giúp mẹ thì mới có thể khuyên mẹ bỏ cái nghề sát sinh để làm cái nghề khác, nó có thể kiếm được ít tiền hơn một chút, vất vả hơn một chút, nhưng mà điều quan trọng là nó không đem cái quả báo xấu ác đến cho mẹ bạn và gia đình bạn về sau này. Cho nên với bạn sinh viên này, thầy có lời khuyên như vậy. Và thêm một chút nữa là bạn này cũng nên đọc tụng kinh Địa Tạng hàng ngày, ngày được một hai thời, kể cả bạn làm sinh viên bạn vẫn đọc được, đọc tại bàn làm việc của bạn, bàn học của bạn như thế này. Nhưng ở trong phòng ký túc xá các bạn đông thì bạn chỉ đọc nhẹ nhàng như mình đọc sách thôi, chứ đừng có đọc to lên thì như ở trên chùa lại gào thật to lên, như vậy thì các bạn lại không ngủ được, hoặc các bạn không học được, các bạn không hoan hỷ. Đó, đấy là cái việc tế nhị, đối nhân xử thế với nhau ngay ở trong gì, ở trong ký túc xá của mình, trong nhà trọ của mình vậy. Đó, với bạn thì có lời khuyên như vậy. Bạch thầy, cho con hỏi thêm, trong khóa tu này là khóa tu đầu tiên con tham gia, mỗi lần niệm A Di Đà Phật được khoảng 10 câu là con chảy nước mắt không kìm được. Con muốn biết là có nhiều bạn giống con không, và tại sao con lại như vậy ạ? Cái trường hợp này chắc chắn là có nhân duyên đặc biệt với Phật. Bạn đã từng gieo duyên rất nhiều đời nhiều kiếp với Phật, cho nên nay con được về nhà,
lần đầu tiên đi chùa, lần đầu tiên dự khóa tu mà. Cho nên giống như người đứa con trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói giống như gã cùng tử đi xa được về nhà, tức là bỏ cha ra đi. Ngày xưa do mà mải chơi bời gì, mải chơi bời mà khởi lên một tâm niệm là gì, ta có thể gì bỏ ngôi nhà này mà ra đi vẫn sống tự do tự tại. Nhưng không ngờ ra đi á, trong cuộc sống á, xã hội đó, nó lôi cuốn, nó khiến cho gì, nó quay cuồng ở đây đất, trở thành gì một kẻ lang thang đầu đường xó chợ, vất rất vất vả vì miếng ăn vậy. Nhưng sau 50 năm ra đi, nay quay trở lại gặp cha, cha cũng đi tìm con bao nhiêu năm, nhưng mà gặp nó nhưng không dám nhận. Vì gì? Vì cho người đến để bắt nó về á, thì nó sợ là bị giết, nó sợ quá nó gã lăn ra đất. Thì người cha thấy thế do gì? Biết rằng cái đứa con của mình á, trong 50 năm qua tinh thần nó bạc nhược, nó tự ti, cho nên bảo cái người hầu là thôi cứ thả nó cho nó đi đi. Thả xong nó đi rồi á, thì lại sai những người hầu khác dùng phương tiện để đến để thân cận, kết nghĩa với nó và bảo anh em với nó, bảo là đi đến đây có nhà trưởng giả này thuê người làm, lương trả là hậu hĩnh lắm. Thời như vậy thì bây giờ gã cùng tử mới nghe theo cái người kia và cùng đi đến để làm thuê gì 5 năm, 10 năm. Dần dần đã người cha thấy là cái gã này là không giống như gã làm thuê khác. Tuy nó làm thuê nhưng không gã như gã làm thuê khác, rất là chân thành, thật thà, mộc mạc, chất phát. Và điều quan trọng là trung thực, chịu khó. Cho nên là người cha dần dần là giao các công việc quán xuyến sổ sách vào ra thu chi cho cả gia đình mình, cho gì cho nó biết và bắt nó làm đi cho quen. Một ngày nó quen, người cha gì mời vua với họ hàng thân tộc đến, và đức vua là chủ của cả đất nước đó đến gì chiêu đãi bữa tiệc, và sau bữa tiệc gần tan và đứng lên nói với trước vua và các quan đại thần và nhân dân họ hàng rằng á, trước đây tôi vốn có một đứa con nhưng nó bỏ tôi mà ra đi. 50 năm qua tôi đã tìm nó khắp các nơi, nay tôi đã tìm thấy, và kẻ đi ở làm thuê kia chính là đứa con của ta chính là gì, là cha của nó. Ngày xưa nó vốn tên là ta, tên là sống ở nơi đó, nhưng ta đi tìm con lang thang nhiều năm nay đến nơi này, chịu lại nơi đây, và bây giờ bằng chứng là những đứa con đấy gì, cái gì ở trong nhà tôi bây giờ nó cũng gì cũng biết, từ sổ sách thu chi rồi tất cả mọi cái bí mật nhất trong gia đình tôi bây giờ nó đều biết. Cho nên nay là công bố trước bản dân thiên hạ và quốc vương, đại thần và các cụ cao niên trong dòng họ làm chứng cho, hôm nay chính là ngày con nhận lại đứa con của con, và đứa con của con nay nó cũng nhận lại người cha của nó. Cho nên cái trường hợp này, thầy nói là cái bạn này đã có duyên để rất nhiều đời nhiều kiếp với Phật rồi, nay về chùa lễ Phật cũng giống như gã cùng tử xa cha đi về nhà, mà khi mà đọc kinh, khi mà niệm Phật, tự nhiên lòng cảm thán ở trong gì, trong sâu thẳm, trong a lại gia thức của mình, nó tuôn trào như là đứa con đi xa, cha mẹ nay về nhà gặp nhau, mừng mừng tủi tủi ôm nhau mà khóc. Giọt nước mắt ấy là giọt nước mắt gì? Vui sướng, chứ không phải là giọt nước mắt đau khổ. Cho nên bạn này, thôi cứ yên tâm hoan hỉ đi, không phải là tà ma ngoại đạo đâu mà lo. Cứ học đi, cứ học cho nó xong đi, khi đó tự nhiên bạn sẽ gì? Sẽ thấy cái đường gì? Cái đường đi của mình phải làm như thế nào, nhân duyên lúc đó sẽ chỉ cho bạn, và khi đó định mệnh của bạn sẽ chỉ cho bạn phải làm như thế nào, và mong rằng bạn sẽ thì sớm quay trở được về với ngôi nhà, gặp lại người cha của mình, gặp được người cha thật sự của mình ngay trong cuộc đời này, chứ không cần phải đợi đến những cuộc đời khác. Ý thứ ba, người có ý định đi tu cần làm gì để cha mẹ chấp nhận ý định đó? Có rất nhiều cách. Cách thứ nhất, bạn hãy gì? Hãy về gần gũi với bố mẹ mình khoảng 1-2-3 tháng, gần gũi, thật gần gũi. Hãy hiếu thảo đến mức tột độ của một người con. Nào là ngồi bên cạnh mẹ đấm lưng, đấm lưng cho mẹ. Thầy ngày xưa khi xuất gia trốn bố mẹ để đi tu, nói dối gia đình họ hàng người thân để đi tu, và thầy phát nguyện có 3 lời nguyện trước khi đi tu. Nguyện thứ nhất là nếu mà đầu á còn để tóc, tức là chưa thành một chú tiểu, chưa thành một vị sư á, dù thiệt nát xương tan không bao giờ quay trở lại lũy tre làng, tức là thà chết đi cầu đạo, thà chết ở trên đường thiệt nát xương tan dù cha mẹ không thấy xác, còn hơn là gì, còn hơn là còn trên đầu còn mái tóc của một người thanh niên, một người tại gia
mà thất bại quay trở lại lũy tre làng. Đại ý là như thế. Đó. Đây là nguyện thứ nhất. Nguyện thứ hai là nguyện là gì? Sau khi xuất gia phải cố gắng học tập chăm chỉ làm sao đó 3 năm phải lên được sư bác. Vì nghe các ông cụ nhà hàng xóm nói là gì? Người nào mà chăm chỉ, ngoan ngoãn thì 3 năm sẽ được lên sư bác. Thì mình cũng phát nguyện như vậy. Và cái nguyện thứ ba đó là nguyện rằng một đời này sẽ giải quyết xong vấn đề sinh tử, không để lan man sang kiếp thứ hai nữa. Đây là ba đại nguyện. Hai đại nguyện thì đã được gì? Được như pháp rồi, viên mãn rồi, được thành công hai đại nguyện. Còn nguyện thứ ba thì đây là một cái đại nguyện rất khó, thì phải làm hết cả cuộc đời mình. Trên thì khất cầu giáo pháp của Đức Phật để tu tâm dưỡng tính, dưới thì tùy duyên tùy nguyện hoằng pháp lợi sinh, làm chùa tô tượng đúc chuông để báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai. Thì còn sau này có được giải thoát hay không, phần đó là thuộc về Đức Phật và các Đức Phật và các Đức Bồ Tát. Các ngài thấy có đủ công đức để cho thầy đới nghiệp vãng sinh về Tây phương hay không, đấy là việc của các ngài, chứ bây giờ thầy cũng không quyết định được cái đó. Tất cả đều gì? Làm hết sức mình, bằng tất cả lòng thành của mình gì? Phụng sự đạo pháp, phụng sự dân tộc. Còn đấy, cái việc còn lại để Phật Bồ Tát sắp xếp, thầy cũng không dám đòi hỏi nữa. Chỉ được hai cái nguyện thứ hai đã là mừng lắm rồi. Nhưng cái nguyện thứ nhất ấy, vì thầy nguyện như vậy cho nên ấy, khi thầy đi tu cũng rất vất vả. Đến một hai chùa các thầy bảo đi về làm giấy tờ để thủ tục để đăng ký tạm trú tạm vắng và để làm đơn xin xuất gia, thầy đều không về. Vì không về cho nên người ta không nhận. Vì không nhận cho nên thầy phải long đong hết chùa Hương rồi chùa thầy lại chùa Hương lại chùa Vạn Niên, cứ đi qua đi lại như thế. Nhưng rất may khi ra chùa Vạn Niên, sư phụ chùa Vạn Niên là sư phụ của thầy bây giờ, cụ biết rằng là người dân tộc của thầy là vốn là chất phác thật thà, và thấy thầy là gì, cái người gì cũng đần đần nữa, đần đần nữa, cho nên á thầy nghĩ rằng con mà nó đần đần như vậy thì chắc bố mẹ nó gì cũng chẳng khá hơn gì, cho nên á nó không thể từ trong dân tộc mà ra Hà Nội mà vác đơn đi kiện gì, đi kiện mà ông sư độ cho con đi tu được. Cho nên á cụ đem gì, cụ cạo tóc beng đi. Cạo tóc xong rồi tôi mới về để xin giấy tờ để tạm trú tạm vắng, mới xin giấy tờ để làm thủ tục xuất gia. Về đến nhà thấy bà cụ thấy tôi cạo tóc một cái là bà cụ gì lăn lê bỏ cảng ra sân, bắt đầu bà thì bà ôi giời đất ơi, đấy nó lừa tao rồi, bao nhiêu năm nó đẻ nó ra nuôi nó lớn khôn, bây giờ đấy nó lừa trắng lừa trơn tao rồi. Đấy nó bảo là đi chùa 3 năm 9 tháng 10 ngày nó về lấy vợ sinh con, nó báo gì, nó báo hiếu, mà bây giờ nó đi chùa mới có gì hơn một năm nó đã gì cạo tóc làm sư mất rồi, ai nó về được nữa, làm sao mà lấy vợ, làm sao mà sinh con được nữa, làm sao mà hương khói tổ tiên được nữa, vân 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 vân. Cứ thế là khóc khóc hoài, khóc hết cả từ buổi trưa. Tôi về đến nhà nhớ là khoảng tầm 9 giờ, đi từ sáng về đến nhà khoảng 9 giờ, bà khóc cho đến khoảng 2-3 giờ chiều không ăn cơm. Để em gái tôi nó nịnh mãi nó lừa mãi thì bà mới vào gì bà nuốt mãi được bát cơm, nhưng vừa ăn vừa gì nước mắt chan cơm để mà ăn, nghĩ cũng thương. Cả đời sinh con ra mong cho con gì nên người, dựng vợ gả chồng cho con, nay còn mỗi một thằng con trai duy nhất làm trưởng cả một cái dòng tộc, nay nó lừa nó đi tu mất, ai mà chẳng xót, xót lắm chứ. Đặt mình vào hoàn cảnh đó thực sự mình cũng rất là xót xa. Tôi mấy năm trước nuôi nuôi mấy độ cho mấy bác tiểu á, khi nó không đủ duyên nó ra đi bằng một lý do nào đó, nhìn bên ngoài tôi cứng rắn nhưng mà trong lòng tôi cũng xót chứ, cũng xót như mẹ tôi ngày xưa nhìn tôi gì tôi xuất gia vậy đó. Cho nên á, ở đây bà cụ á xót xa như vậy thì tôi nghĩ rằng là đấy là cái tình cảm của con người. Con người ta hơn chúng, hơn các loài súc vật là cái tình đó. Mà súc vật, xin thưa quý vị, súc vật nó cũng có tình của súc vật, chứ chúng ta đừng có nghĩ là súc vật nó không có tình, nó cũng có tình, nhưng mà cái tình của nó ở trong phạm vi gì nhất định. Còn cái tình của con người chúng ta là bao la rộng lớn, bao dung hơn cả đó, hơn cả các loài súc vật đó. Cho nên á tôi thấy bà cụ như vậy thì tôi mới thôi không biết làm thế nào. Thế đến tối hai đứa em gái nó ngủ với mẹ thì tôi vào tôi bảo thôi hôm nay, nói nhỏ với nó hôm nay anh đi hơn một năm nay anh mới về, thì hôm nay hai em ra ngủ ở ngoài cho gì cho anh vào ngủ gì ngủ với mẹ một tối. Thế là 21 gần 20 tuổi mụ là 22 tuổi đầu tôi vẫn còn vào ngủ và ôm vào lòng mẹ cả buổi tối hôm đó, rồi á đấm lưng cho mẹ, cứ đấm lưng và thủ thỉ là thôi mẹ
mẹ sinh con ra rồi thì mẹ nuôi con khôn lớn, cái đấy ân đức đấy là lớn lắm, chúng con không bao giờ quên. Nhưng mà bây giờ á, ngày đầu con đi tu á, lúc đó thì không vươn, vẫn chưa dám nói thật, vì nói thật lúc đó là bà cụ lại càng sôi lên thì mình chết. Cho nên phải nói là gì, thôi mẹ, lúc đầu con cũng nghĩ là gì, con đi 3 năm 9 tháng 10 ngày con về thôi, để con gì, con báo hiếu, hương hỏa tổ tiên, lấy vợ sinh con để báo hiếu hương hỏa tổ tiên. Nhưng mà con vào chùa á, thì các thầy ở trong chùa bảo là cái số của mày á, mà đi tu mà mày bỏ về á, thì mày chỉ có chết thôi con ạ. À, lấy lúc đó phải lấy gì, lấy thầy tổ mình ra để mày gì mà nói với bà là thầy bảo, là các thầy trong chùa bảo đi tu mà bỏ dở mà về mày chỉ có chết thôi, không làm được cái gì đâu, không làm nên trò trống gì đâu, mà về còn làm khổ thêm cho bố mẹ, làm nhục thêm cho bố mẹ. Đấy, thầy con bảo thế, cho nên thầy con bảo như vậy. Vì vậy thầy con mới bảo là thôi thì thôi, tôi cạo tóc cho chú để cho chú có thêm một chút phúc. Vì vậy mà thầy con mày mới cạo tóc, chưa xin được ý kiến bố mẹ mà đã cạo tóc. Thôi đằng nào cũng như vậy rồi. Và trước khi thầy con về, thầy con bảo á, tôi cho chú về là một đêm 2 ngày, bố mẹ đồng ý hay không đồng ý thì cũng đi ra nói với tôi một câu. Nếu mà bố mẹ chú không đồng ý á, thì gọi bố mẹ chú ra tôi giả lại. Hoặc là gì, hoặc chú đi đâu thì đi, tôi không nuôi chú nữa. À, phải nói như thế. Sám hối cụ lúc đấy phải nói thật. À, nói dối chứ, lúc đó phải nói dối cụ là như thế. Bắt đầu á, thấy cụ thì cụ càng thương mình, cũng càng nấc lên, cụ khóc nhiều hơn. Nhưng mà cái khóc lần này với khóc buổi chiều là với buổi sáng hoàn toàn khác nhau nhé. Đấy, vẫn là khóc, nhưng mà khóc buổi sáng buổi trưa hoàn toàn với khóc bây giờ. Khóc lúc sáng là khóc gì, khóc hận là gì, nuôi nó lớn khôn nó không làm theo ý mình, nó lừa mình. Nhưng còn khóc bây giờ là khóc gì, thương con. Cái khóc bây giờ, cái tình mẫu tử nó đặt lên trên tất cả. Cho nên bà cụ thì khóc bây giờ là khóc về tình thương, nghĩ là bây giờ nó cũng khổ đấy chứ, nó cũng có sướng gì đâu, nó đi như thế nó cũng khổ tâm, và thì nó cũng lo để học hành để báo đáp đấy chứ, nhưng mà nó khổ. Và lúc đó tấn công tiếp, để vừa đấm lưng thụp thụp cho mẹ, là vừa nói là thôi đằng nào mẹ thì con bây giờ cũng làm chú tiểu của nhà chùa rồi. Đấy. Mẹ ngày xưa mẹ ở nhà hay nghe con hát cái bài gì, chuyện tình Lan và Điệp rồi mà đi tu rồi đâu có chuyện về được nữa đâu, mà ngày xưa tôi ở nhà tôi hay hát cái bài chuyện tình Lan và Điệp. Cho nên là dẫn chứng những cái gì gần nhất, cái gì thiết thực nhất đối với cuộc sống, và bà cụ nghe thấy. Và bắt đầu ạ, bà cụ nghe thấy mình bắt đầu tấn công thêm. Tôi tấn công thêm là thôi, nếu mà mẹ mà trong ngày hôm ngày mai mẹ mà không đồng ý cho con đi tu thì con vẫn về, cái thứ nhất là giả chiếc xe máy của thầy, thầy cho mượn chiếc xe máy đi về mà, mình không thể ăn trộm của Phật được, cho nên con vẫn phải đi về giả chiếc xe máy của thầy. Cái thứ hai là báo với thầy là gì, mẹ con không đồng ý, bố con không đồng ý, và chắc chắn thầy sẽ đuổi con ra khỏi chùa. Mà một điều chắc chắn con hứa danh dự với mẹ là gì, là con không bao giờ quay trở về nữa, khi đã phát nguyện thế phát xuất gia học Phật, không bao giờ quay về dù bằng bất cứ lý do nào. Vậy cho nên con đã nguyện cống hiến cuộc đời này để trên thì dâng lên cúng dường Đức Phật, dưới thì sau này có thể đem lại lợi lạc gì cho chúng sinh không thì con làm. Và mẹ nếu không cho con đi thì con gì, thầy đuổi con á, thì chắc chắn con phải đi vào tận trong miền Nam để tìm thầy học đạo. Nhưng mà mẹ, à, miền Nam con chưa biết ở đâu, chỉ nghe người ta nói là xa lắm, rất là xa. Mẹ, à, tiền con không có, mẹ biết rồi, con không có tiền, mà con đi bộ từ đây vào Nam thì không biết gì, mẹ biết là con yếu mà, sức khỏe con không đủ. Và bà càng khóc nhiều hơn, bà cụ càng khóc nhiều hơn, có nghĩa là cái tình mẫu tử nó dâng đến cái gì, dâng đến cái mức tột độ rồi. Mình làm cho một câu nữa, đó là mẹ một ngày nào đó nếu nghe đọc báo hay là nghe xem trên tivi, mẹ thấy rằng có một ai đó, có một bộ xương khô nào đó ở chết dọc bên đường, thì đến khi đó có thể đó là bộ xương của con đấy. Như vậy chúng ta biết rằng cái tình cảm của người mẹ, không bao giờ có một người mẹ nào lại để gì, để cho người đứa con của mình á, nó muốn làm một cái việc lớn, đồng thời cũng là gì, vì cái việc sinh tử trọng đại của cuộc đời của nó, mà cha mẹ chúng ta lại có thể cản ta được. Không thể, cha mẹ chúng ta thì không thể, miệng thì có thể nói thà tao để cho mày chết, chứ còn hơn là tao để cho mày gì, cạo tóc vào cửa chùa đi tu. Nói thì nói như vậy thôi, nhưng thực tế, cái khi thực tế đó thì thôi, cứ khóc, hai mẹ con cứ khóc và mệt gì, gần như đến thâu đêm đến sáng, thì bắt đầu thì
Đến sáng ra thì bắt đầu khoảng độ tầm 8 giờ một cái thì mình lại tiếp tục hỏi là mẹ, thế bây giờ chuẩn bị đến giờ để con phải đi đi về rồi, để trả xe cho thầy rồi mẹ, thương con thì gì? Mẹ ký cho con một chữ, còn không thì con cũng phải lạy mẹ con gì, con ra đi về để trả xe cho thầy, và thầy bắt con đi đâu thì không cho đuổi con ra chùa, thì việc tối hôm qua con nói với mẹ đấy là lời chân thành mà quả thật trong lòng mình cũng nghĩ đó là thật đi. Nếu mà không lấy được chữ ký của gia đình nhất thì theo luật là gì, sư phụ cũng không thể nào nuôi độ đệ tử được, và chắc chắn mình phải gì, lang thang ngoài đường thôi, và cả đời mình chỉ lang thang để đi cầu đạo thế thôi, không có chỗ nào để trú cả. Cho nên lúc đó thì bà cụ sụt sùi bảo, thì nói với ông bố của tôi là gì, thế ý của ông thế nào? Thì ông ấy thì nói gì, thôi bây giờ quyền của mẹ nó đấy chứ tôi bây giờ thì thế nào cũng được. Thế là được một tí bà bảo thôi thì mang vào đây tôi ký, tao tao ký cho. Ôi giời, sướng quá, chả còn cái sướng nào bằng cái sướng đó hơn. Cái sướng vui sướng thứ nhất đó là được sư phụ cho cạo tóc, cái sướng thứ hai là lời nói của mẹ là gì, thôi mang vào đây tao ký cho, tức là ký cho gì, ký cho mình đi tu, tức là gì, miễn cưỡng đồng ý cho mình đi tu đấy đó. Cho nên á, bạn này hỏi là gì, là có người có ý định đi tu thì cần làm gì để cha mẹ gì có chấp nhận cho đi tu, có rất nhiều cách, nhưng cách của tôi ấy là như thế, thì tôi có thể gì, kể sơ qua cho gì, cho bạn có thể nếu mà có duyên, hoặc là bạn của bạn đã có duyên muốn đi tu mà cha mẹ ngăn cản không thể đi được, thì đấy cũng là gì, một trong rất nhiều cách để có thể làm cho cha mẹ chúng ta hiểu và đi tu, cho chúng ta thực hiện ý nguyện của mình. Bạn hỏi câu thứ hai, điều hai, gia đình con trước kia sống rất hạnh phúc, giờ đây nhiều yếu tố tác động vào khiến tình cảm của bố mẹ con xuống đi xuống, con phải làm gì để bố mẹ con có thể hàn gắn lại hạnh phúc như trước ạ? Bạn có thể làm một cái cây cầu kết nối, thì chắc chắn bạn này đang là sinh viên rồi, thì đây là khóa tu sinh viên các bạn hỏi, thì bạn có thể những ngày nghỉ bạn có thể đi về gần gũi bố mẹ, và bạn chính là gì, sống làm sao bằng tất cả tấm lòng chân thành của mình, và để bạn gì, làm cái người kết nối giữa cha và mẹ, ở với cha thì nói tốt cho mẹ, ở với mẹ thì nói tốt cho cha. Đức Phật nói là dùng những lời gì, những lời hay ý đẹp như thế cũng có thể dần dần hàn gắn cho gì, cho hạnh phúc gia đình của chính nhà mình vậy. Và đặc biệt bạn phải dùng cái tấm lòng chân thành thanh tịnh của mình nhé, để làm cái cây cầu nối ấy. Và đặc biệt bạn cũng nên gì, nên tụng kinh Địa Tạng, đọc kinh Địa Tạng hàng ngày để và niệm Phật, niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng để hồi hướng cho hạnh phúc gia đình nhà mình, cầu Phật Bồ Tát gia trì thêm cho hạnh phúc của gia đình nhà mình sớm được như xưa. Đó. Ý thứ ba, điều ba, bạn hỏi là con rất thích hướng thiện, thích làm việc thiện, đôi khi có nhiều người nói con, trách mắng con vì quá tốt mà điều xấu lại trở nên lại lại đổ lên vào con. Con muốn hỏi con nên làm gì để tĩnh tâm hướng thiện và không phải nghe những điều xấu từ mọi người mà tâm con tĩnh để hướng thiện nhiều hơn ạ? Bạn không thể muốn trồng một bông hoa sen ở trên một gì? Ở trên một 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 đoạn đường nhựa mà bông hoa sen đó, mà bạn không thể trồng một cái gì, một cái củ sen, mà mong một, nói đúng hơn là bạn không thể trồng một củ sen ở trên gì, một trên khoảng đất trống khô, hay là trên một gì, trên một đoạn đường nhựa bằng phẳng, hoặc là trên một gì, một cái sông bê sân bê tông, hoặc là sân gì, sân gạch nhà bạn mà nở ra một bông sen được bạn ạ. Bạn có hiểu không? Ý của thầy nói là gì, bạn không thể nào mà gì, mà được thanh tịnh, tâm của bạn được thanh tịnh, trí của bạn được khai phát khi mà bạn gì, bạn không từ ở trong thế gian này mà giác ngộ. Cho nên ở trong kinh Đức Phật nói gì, Phật pháp tại thế gian bất ly thế gian giác, tức là Phật pháp ở tại thế gian này không thể rời thế gian mà giác ngộ. Bạn cũng vậy, không thể nào mà gì, không qua rèn luyện tôi giũa ở trong cuộc sống này mà bạn thì bạn có thể biết mình là đã hoàn toàn tĩnh tâm hay chưa, mình hoàn toàn có thể làm được việc thiện trong cuộc đời này hay không.
Cho nên á, đây cái môi trường mà bạn đang sống chung quanh ở ký túc xá ở cùng phòng trọ với các bạn đó, bạn muốn làm việc tốt mà những người gì, những người chung quanh bạn có người không hiểu lại còn ngược lại còn còn nói bạn thế này thế khác là bày đặt. Nhìn thế mà cũng gì bày đặt. Nhà nghèo lại còn gì? Lại đòi gì? Ra dáng vân vân chẳng hạn. Đại ai đại đại khái là như thế. Đã không có lại còn gì? Còn cho kẻ ăn xin. Hàng tháng phải gì xin tiền bố mẹ mà gì để đóng học mà phải con còn cho kẻ ăn mày đã nghèo còn bày đặt. Hoặc rằng gì bạn muốn phóng sinh, các bạn mình nói nhà đã nghèo bố mẹ đã gì hàng tháng phải đi kiếm từng đồng gửi cho rồi mà còn thì không biết thương bố mẹ là còn thì còn bớt cả tiền bố mẹ ra để bớt cả tiền ăn để phóng sinh vân vân và vân vân. Đó có thể là gì vì các bạn của mình là chưa hiểu Phật pháp, chưa hiểu việc làm thiện của mình, chưa hiểu phóng sinh là việc thiện, chưa hiểu việc việc là gì cho cái người ăn xin 5.000 10.000 một cái bánh mì một bữa sáng thôi đã là cứu gì, đã cứu đói cho một một chúng sinh, cho một con người thoát khỏi một gì một bữa đói, cho họ được một bữa no, đấy là một việc cực thiện. Trong kinh Địa Tạng Đức Phật nói gì, nếu làm được việc đó, chia sẻ được cái việc đó cho một người khác, cho một chúng sinh khác, Đức Phật nói gì cũng giống như chia sẻ và cúng dường cho một một Đức Phật vậy các quý vị. Cho nên việc thiện ta cảm thấy ta làm ta an vui trong lòng, ta cứ thế ta làm. Chứ đừng có dính mắc vào tiếng khen chê của bạn bè, của những người sống chung quanh chúng ta. Đối với tiếng khen chê của bạn bè, của những người sống chung quanh chúng ta, Phật dạy chúng ta sống về gì? Đừng có để ý tới nó. Nếu ưa thích nghe tiếng khen thì lòng kiêu căng, ngã mạn chúng ta sẽ nổi lên. Nếu á ghét nghe tiếng chê thì á cái tâm Bồ đề của chúng ta sẽ không lớn. Giống như vậy, củ sen, giống sen nó phải trồng vào trong trong bùn lầy tanh hôi thì nó mới gì, nó mới đâm chồi nảy lộc và nó mới gì đơm nụ nở hoa, bạn có hiểu chưa? Đó cho nên á thì qua câu trả lời như vậy thời gian nó không còn nữa, nhưng mong bạn thì hãy động não suy nghĩ một chút, dùng tâm mà suy nghĩ một chút, và trong cuộc sống bạn hãy cố gắng làm việc thiện nhiều hơn nữa thì chắc chắn rằng nó sẽ tốt đẹp, những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn nhiều hơn trong tương lai. Hôm nay thì giờ đã hết, toàn thể đại chúng chúng ta nghỉ ở đây. Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một bạn nữa hỏi A Di Đà Phật, con chào thầy, thầy cho con hỏi vài điều, hoan hỷ xin thầy giải đáp cho con ạ. Một, điều một, con người ta có sinh và tử, vậy khi còn sống con người ta làm điều ác trái với lương tâm, sau khi mất có được siêu thoát, mở ngoặc đơn hay lên thiên đường luôn luôn không ạ? Bạn hỏi là con người ta lúc sống làm điều ác, sau khi chết đi có được siêu thoát sinh lên thiên đường không? Chắc chắn là không. Câu hỏi này xin trả lời bạn là chắc chắn là không. Đối với đạo Phật không có khái niệm ấy, và không có gì giáo lý nhân quả Đức Phật nói không có gì có trường hợp ấy xảy ra. Chỉ có một số tôn giáo khác họ nói rằng làm ác sau khi đối một vị gì một vị linh mục hoặc một vị cha để rửa tội, làm lễ rửa tội, vị cha vị linh mục đó rửa tội cho thì sau khi chết vẫn được Chúa đoán lên thiên đàng. Nhưng đạo Phật không đồng ý quan điểm đó. Phật có trước gì Thiên Chúa mấy trăm năm. Phật đã nói gì, nói cái điều đó không bao giờ có cái chuyện là cả đời làm ác mà được một gì một đấng thần linh nào đó hay một đấng Chúa trời nào đó bảo là chỉ cần theo ta sám hối ta thì ngươi sẽ thoát hết tội, không có cái chuyện đó. Mà sám hối theo ở quan điểm của nhà Phật đó là phải gì, chứ sám có nghĩa là ăn năn bày tỏ những lỗi trước ra và phát nguyện không tái phạm nữa, đó gọi là chữ sám. Chữ hối có nghĩa là gì, ăn năn hối cải và nguyện dứt trừ từ nay không làm tái phạm lại những việc ác đó nữa, đó gọi là những việc sám hối ở trong nhà Phật, tức là bày ăn năn bày tỏ những lỗi trước ra, không có giấu giếm cái gì và phát nguyện chừa bỏ, không tái phạm và không làm những lỗi xấu xa như thế nữa, đó mới gọi là sám hối thực sự. Và thay vào đó, người đó thay tâm đổi tính, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện,
trở thành một con người, một con người hoàn toàn đem lại lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội ngay trong cuộc sống này, thì đó mới là người biết sám hối trọn vẹn. Con người như thế, Đức Phật nói là giống như chiếc áo bẩn chúng ta mặc trên mình. Khi biết chiếc áo bẩn mà biết gì, biết cởi ra và biết rũ, biết giặt sạch đi. Và chiếc áo bẩn đó sau khi được giặt thì nó sẽ gì, cũng như chiếc áo sạch, như chiếc áo mới mà thôi. Hoặc rằng giống như chiếc áo rách, rách rồi chúng ta biết rách, cởi ra và dùng cái gì, kim chỉ, dùng một vài miếng vải khác tương tự như thế, và khâu vá, trầm vá nó lại, thì chiếc áo đó lại được trở lại. Mặc dù nó không đẹp như chiếc áo chưa bị may vá, nhưng mà cũng gì, cũng đủ để che thân, không bị hổ thẹn với người khác chung quanh mình vậy. Đó, trả lời Phật tử câu hỏi bạn ấy câu hỏi như vậy. Một bạn nữa hỏi rằng: con kính chào thầy, thầy cho con hỏi, trong cuộc sống này sống luôn thành thật thì có tốt không ạ? Mấy đứa bạn con cứ nói con là ngố vì cái gì cũng thật thà, nhưng con cảm thấy vui vì có đức tính tốt như vậy. Là mặt cười, đánh mặt cười. Mong thầy hãy giúp con nói cho mấy bạn của con hiểu ạ. Con cảm ơn thầy. Ở trên đời này rất cần gì? Những con người có ý nghĩ, có lời nói và có hành động chân thật. Tức là gì? Tức là những người tốt đó. Các bạn thấy không? Từ cổ chí kim, các bậc thánh hiền và những bậc gì? Những bậc thức giả, người ta đều tán dương khen ngợi những người tốt. Lấy những người tốt là những tấm gương để cho gì? Cho người đời noi vào. Chứ có ai lấy những người xấu xa, những người gian dối, những người độc ác để làm tấm gương cho mọi người noi theo đâu. Cho nên với các bạn, có khi nói chưa, người ta chưa hiểu mình, hoặc là gì, với các bạn người ta thấy mình thật đến nỗi gì, thật như đếm. Các cụ ngày xưa nói là thật như đếm. Cho nên có khi đối với các bạn nghĩ là gì, mình hơi ngô ngố chẳng hạn, không quan trọng. Điều quan trọng ở đây là bạn nói gì? Bạn thấy cảm thấy rất vui về cái đức tính đó. Sống quan trọng thì mình vui là được. Quan điểm của nhà Phật thì chúng ta không bị lay động bởi tiếng khen chê của người khác. Chúng ta không quan trọng với cái tiếng khen chê của người khác. Người khác khen chúng ta, họ cũng không cho chúng ta thêm một cái gì cả. Mà họ chê chúng ta thì họ cũng không gì, cũng không lấy mất đi chúng ta cái gì cả. Cái điều quan trọng là trong tâm mình thấy bình an, thấy thanh thản, thấy hạnh phúc và thấy gì, luôn bằng lòng về cuộc sống mà mình gì, mình đang hít vào thở ra đó. Đó, theo tư tưởng của Thiền sư Nhất Hạnh là hãy sống với cuộc sống hiện tại này, hãy vui và vui với cái cuộc sống hiện tại này, hãy thở và thở với gì, cuộc sống hiện tại này. Đó, tất cả mọi cử chỉ, hành động, lời nói, ý nghĩ của chúng ta hãy đưa nó về thực tại, thì chúng ta thì sẽ cảm nhận được cái lòng từ bi, bình đẳng, vị tha của Đức Phật ở trong mỗi chúng ta mà thôi. Cho nên ở đây thầy khuyên bạn là gì, hãy cứ sống với cái tâm chân thật như thế, thật thà chất phác như vậy. Còn các bạn của bạn có thể nói bạn ngố, bạn ngu, vân vân, điều đó không quan trọng. Và bạn hãy mỉm cười với các bạn ấy. Nếu mà bạn gì, bạn là tiến tới một Phật tử, khi nghe các bạn nói như vậy, bạn có thể chắp tay niệm gì, Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật. Đó, chỉ cần một câu như thế thôi, vừa tăng trưởng công đức, tâm mình lại vừa hoan hỷ. Đó, thế thì thầy chỉ khuyên bạn này nên sống với cái tâm chân thật đấy, đừng có thoái tâm. Không chỉ bây giờ còn đang là sinh viên, mà sau này học xong, ra trường, đi công tác ở trong bất cứ ngành nghề nào, hoặc là các cơ quan đoàn thể nhà nước, hoặc là các doanh nghiệp, hoặc là chúng ta trở về sống một cuộc sống đời thường đi chăng nữa, thì rất quý với cái tâm chân thật đấy. Và mong bạn luôn sống được với nó cho đến hơi thở cuối cùng. Nhờ cái tâm chân thật ấy, mong rằng đến hơi thở cuối cùng ở cuộc đời này, 80 tuổi hay 100 tuổi đi chăng nữa, thì sau khi xả bỏ báo thân, chắc chắn bạn sẽ được
thần thức của bạn sẽ được hướng về cõi thiện, cõi lành, nó sẽ tốt đẹp hàng gấp nhiều lần ở cuộc sống của bạn đang sống hiện tại này. Chúc bạn luôn giữ được cái tâm chân thật của mình cho đến trọn cuộc đời này. A Di Đà Phật. Đạo tràng hỏi câu thứ hai: Xin thầy cho biết kinh Phật có khi nào quy định loại hoa nào được cúng Phật và gia tiên không? Loại hoa nào không được cúng Phật không? Vì khi xem trên mạng, con thấy báo họ viết hoa dùng tặng cho tình yêu nam nữ thì không được dùng để cúng. Rồi có nhà đi xem bói, thanh đồng họ bảo chỉ được cúng mỗi loại hoa hồng thôi, thế là cứ thế, theo không dám dâng các loại hoa khác lên cúng. Đó. Đạo tràng Phật tử này hỏi là câu thứ hai, nói rằng là trong kinh Phật có chỗ nào quy định phải cúng Phật loại hoa gì không? Tôi khẳng định là không. 8 năm ngồi trên ghế nhà trường và 11 năm nghiên cứu và giảng dạy, chúng tôi chưa đọc thấy bộ kinh nào Đức Phật quy định là gì? Là đối với Phật phải cúng bông loài hoa nào và loài hoa nào không được cúng. Xin thưa các quý vị, khi Đức Phật còn tại thế, có một anh chàng nhà nghèo. Anh chàng rất kính Phật, nhưng mà anh chàng thuộc cái dòng dõi Thủ Đà La. Anh ta nghĩ rằng mình không được đến gần Đức Thế Tôn. Vực Đế Thế Tôn là bậc gì? Là bậc chân quý ở thế gian. Ở thế gian thì ngài là gì? Dòng dõi Sát Đế Lợi. Mà xuất gia thành Phật thì ngài còn trên cả dòng dõi Bà La Môn. Cho nên ta không dám đến gần ngài. Vì vậy mà nhiều ngày, cái vị thanh niên nghèo dòng dõi Thủ Đà La đó cứ đứng ở trong gì, một nơi ẩn, một nơi rất khuất, khá khá xa để nhìn Đức Phật và Chư Tăng đi khất thực qua. Anh ta bao giờ thấy Đức Phật đi ngang qua, anh ta cũng quỳ gối xuống và anh ta cố giấu để cho Đức Phật và Chư Tăng không nhìn thấy. Trải qua một thời gian khá dài như vậy, anh ta cứ làm như thế. Một hôm, ngài thấy là Đức Phật đi vào chính làng của gì? Anh chàng thanh niên đó nhìn thấy Đức Phật và chúng tăng vào ngôi làng của anh ta để khất thực. Bây giờ thì anh ta thì đang có công việc đi ở trên cái đoạn đường ra đầu làng đó, và anh ta bất chợt mãi đi vừa vui vừa hát, vì nghĩ tới hôm trước anh ta nhìn thấy Phật, anh ta vẫn đang tưởng tượng rằng nếu như mình có đủ phúc duyên như là những người dân ở trong làng kia, được dâng lên Đức Phật gì bát cơm, được dâng lên Đức Phật đức đồ ăn như thức uống, và quỳ dưới chân ngài, được đỉnh lễ dưới chân ngài, và được gì, được lễ và được hôn lên đôi gì, đôi bàn chân của ngài, thì tốt biết bao. Anh ta nghĩ như vậy, và anh ta mải mê nghĩ như vậy, anh ta cứ vừa đi vừa hát, vừa đi vừa nhảy, vừa đi vừa hát. Bất chợt anh ta thì ngẩng đầu lên, trước mặt anh ta là Đức Phật và 1250 vị đại đệ tử đang tiến gần tới anh ta, chỉ còn cách khoảng độ 15-20 bước chân. Đức Phật nhìn thấy anh ta gì? Đức Phật mỉm cười một cách rất là tươi. Anh ta nhìn thấy như vậy, anh ta định chạy trốn. Nhưng mà khi đó anh ta nghĩ là chạy trốn gì? Bằng cái, không biết bằng cái nhân duyên nào đó anh ta định chạy trốn. Nhưng mà anh ta gì? Không chạy trốn nữa. Anh ta liền là nhìn sang bên, ngay bên rìa của mình, anh ta nghĩ ngay là mình phải có một cái gì cúng dường Đức Phật. Đây là cơ hội số một duy nhất của ta, vì chung quanh đây không có Bà La Môn nào, không có vị Sát Đế Lợi nào, không có gì dòng dõi phệ xá nào nhìn thấy ta, cho nên chỉ có Đức Thế Tôn và chúng tăng và ta mà thôi. Và anh ta thì liền là bước sang ở bên vệ đường 2-3 bước, và anh ta hái một cái nắm hoa, gọi là hoa cỏ dại ở ven đường. Và anh ta cầm lấy một nắm hoa như vậy, anh ta gì liền vội quay lại giữa đường và quỳ xuống, thì Đức Phật cũng vừa bước tới nơi anh ta. Anh ta gì không dám ngẩng mặt lên, đem dâng hai tay lên Đức Phật như thế này, và Đức Phật thì từ từ nhận lấy và ôn tồn hỏi anh ta, rồi nhận lấy Đức Phật còn cảm ơn và ôn tồn hỏi anh ta: đi đâu, có chuyện gì mà vui thế, vân vân chẳng hạn. Anh ta thì nghe Đức Phật nói như vậy không tin vào tai mình nữa, nhưng mà anh ta chấn tĩnh lại, quả thật Đức Phật gì đang nói chuyện với ta. Và anh ta kể với Đức Phật tất cả những cái câu chuyện mà một thời gian khá dài về trước
Anh ta đã nhiều lần mong muốn được cúng dường Phật nhưng mà sợ, không dám đến gần Phật, sợ là các dòng dõi Sát Đế Lợi, Bà La Môn và Phệ Xá nhìn thấy anh ta đến gần đến Phật, họ chửi, họ mắng, họ đánh anh ta, cho nên anh ta không dám tới. Nay anh ta chung quanh anh ta chỉ có anh ta với Phật và chư tăng, cho nên anh ta mà ở trong cái tình huống tránh cũng không được đó, anh ta làm như vậy. Và Đức Phật khen ngợi, nhận cái nắm cỏ của anh ta, hoan hỷ. Và Đức Phật nói với Tôn giả A Nan và bảo Tôn giả A Nan rằng: này A Nan, ông có thấy là gì, là anh chàng thanh niên thư sinh này chăng, nhờ vào cái công đức cúng dường Như Lai một gì, một nắm hoa này, mà sau khi xả bỏ báo thân, anh ta được sinh lên làm vua của cõi trời gì, Phạm Vương, trải qua gì, hàng trăm ngàn vạn ức đời ở trên đó. Sau khi mãn báo thân ở cõi, làm vua cõi trời Phạm Thiên Vương đó, anh ta lại sinh xuống cõi trời Đau Lợi và tiếp tục làm vua ở cõi trời Đau Lợi. Rồi anh ta gì, sinh xuống nhân gian, tiếp tục làm vua ở nhân gian, trải qua gì, hằng hà sa số kiếp. Và tại đó anh ta gặp Đức Phật Di Lặc, hoặc là gặp một vị đức, gặp một Đức Phật trong tương lai, chứ không nói là gặp Đức Phật Di Lặc, gặp một Đức Phật trong tương lai, và anh ta phát tâm Bồ Đề, xuất gia tu đạo, chứng đắc thánh quả A La Hán, vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ, nhờ một gì, một nắm hoa cỏ dại ở bên đường. Cho nên dựa vào đó, chúng tôi có thể khẳng định với nhóm Phật tử ở trong đạo tràng này rằng gì, trong kinh Phật không có quy định là gì, cúng Phật phải cúng bằng loài hoa nào. Còn ở Phật tử nói rằng xem trên mạng internet họ viết rằng á, cúng Phật là gì, là không được cúng những loại hoa dùng để tặng cho tình yêu như là hoa hồng. Chúng ta biết có loại hoa nào là quy định cụ thể loại hoa nào là loại hoa tặng cho tình yêu không? Không phải. Không phải hoa hồng là loại hoa chỉ dành tặng cho tình yêu, mà hoa hồng còn là loại hoa gì? Ví dụ như đại lễ Vu Lan báo hiếu, hoa hồng còn là biểu tượng của gì? Của cái tấm lòng hiếu hạnh của người làm con. Cho nên mới có một cái bài hát nói về gì? Một bông hồng cho anh, một bông hồng cho em, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ, để lòng vui sướng hơn. Lỡ mai này mẹ hiền có mất đi, như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ, vân vân đó. Cho nên chúng ta thấy bông hồng không phải là bông hoa hồng, không phải chỉ để dành cho đôi tình yêu lứa đôi nam nữ, mà bông hoa hồng còn gì, ở trong đạo Phật còn được gắn lên ngực áo của chúng ta mỗi khi gì, mùa Vu Lan báo hiếu tới. Ở trong nhà Phật gì, bông hồng trắng được cài lên ngực một ai đó thì đó là mang ý nghĩa người đó đã mất cả cha lẫn mẹ và đáng thương thay. Bông hồng đỏ cài lên ngực áo một ai đó mang biểu tượng và ý nghĩa là gì, bạn ấy đã mất đi một người cha, hoặc rằng là đã mất đi một người mẹ, và chỉ còn có một người bên bạn ấy nữa thôi. Đó, cho nên biểu tượng về tình yêu, như bạn nói là gì, đạo tràng nói là gì, biểu tượng bông hoa là biểu tượng của tình yêu, đem tặng tình yêu, và nói là hoa hồng chỉ cũng không đúng là như thế. Và ở đây đi xem bói, bạn đạo tràng này nói nếu đi xem bói thì các bà đồng lại bảo là gì, chỉ được cúng hoa hồng. Đấy, chỉ được cúng hoa hồng, còn các loại khác là gì, không được cúng Phật, cũng không đúng. Đấy chỉ là gì, là tà kiến, là biên kiến, là thiên kiến. Tà kiến tức là gì, là cái nhìn thấy không đúng đắn, không chân thực. Biên kiến tức là cái nhìn thấy thiên lệch về một gì, một bên, tức là không chuẩn, cái nhìn gì, không chuẩn. Cho nên ở đây thành tâm hoa gì cũng Phật cũng được, thậm chí như nắm qua gì, nắm hoa dại ven đường Phật gì, vẫn thọ ký cho người đó làm vua các cõi trời, và đặc biệt là sau này còn gặp các đức Phật trong tương lai, và tu hành thành gì, thành đạo chứng quả A-la-hán, vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ. Cho nên ở đây gì, điều quan trọng xuất phát từ cái tâm,
Cái tâm chúng ta là quan trọng nhất. Tâm thành kính, nương vào bông hoa nào á thì cũng là bông hoa đẹp nhất. Bông hoa sen, bông hoa hồng, bông hoa cúc, bông hoa lan, bông hoa huệ, bông hoa, thậm chí là bông hoa gì? Bông hoa thải lại ở ngoài đường, xin lỗi các quý vị, nó đều là bông hoa tâm đẹp nhất để dâng lên Đức Phật. Bông hoa đó phải được thể hiện qua lòng thành kính và sự tu tập bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện của mỗi mỗi Phật tử của chúng ta hàng ngày trong cuộc sống này vậy, chứ không phải là lúc đến cửa chùa chúng ta dâng dâng gì cái lễ thật to thật đắt tiền và mua những gì, những bông hồng thật quý hoặc là những bông hoa thật quý thật đắt tiền thì Phật mới chứng. Không phải đâu, mà Phật muốn gì? Muốn nhìn thấy những bông hoa giới đức, bông hoa trí tuệ, bông hoa từ bi. Hàng ngày chúng ta gì? Chúng ta làm cho gì? Cho đời, làm cho đạo pháp và làm cho đời, tức là làm cho dân tộc mình và làm cho tất cả chúng sinh này á. Bông hoa đó mới là bông hoa gì? Bông hoa mà Đức Phật muốn chúng ta dâng lên để cúng dường Ngài. Đó. Và mong rằng đạo tràng sau cái câu hỏi này có cái nhìn đúng đắn về về việc cúng dường Tam Bảo, đặc biệt là gì? Cúng dường Phật, dùng hoa để cúng dường Phật, hương hoa, oản quả vân vân đó, tất cả cái đó chỉ là phương tiện. Cái điều chính Đức Phật cần tới là cái tâm của chúng ta. Vì vậy là rất mong đạo tràng chúng ta có cái sự học và sự hiểu đúng đắn với chính pháp của Đức Phật, đừng có suốt ngày đi xem bói, hoặc là đừng có gì tin những gì trên mạng họ viết là tuyệt đối. Trên mạng bây giờ nó gì, nó lộm cộm lắm, thông tin nó rất là tạp. Chúng ta mà xem nhiều thông tin trên mạng á, chúng ta có thể là gì, không biết đâu rồi mà lần đó, không biết đâu để mà lần các thông tin trái chiều nhau, rất khó để lần. Thì tốt nhất là thôi dành thời gian để tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tô phúc bố thí cúng dường, làm việc thiện. Đặc biệt các Phật tử mà có tuổi rồi thì thôi, mạng mẽo làm gì nữa, một câu A Di Đà Phật, hoặc có thời gian thì gì? Tụng kinh, không có thời gian nhiều thì một câu A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cứ thế mà nhất tâm để mà thọ trì đọc tụng, một ngày không xa khi báo thân chúng ta hết A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí, Văn Thù Phổ Hiền, Địa Tạng vân vân, các ngài hiện đến trước mắt chúng ta, rước thần tiếp, rước thần thức chúng ta. Trong khoảng một niệm sát na rất nhỏ, rất ngắn thôi, chúng ta được về Tây Phương Cực Lạc thế giới, nương vào hoa sen gì ở ao Liên Trì, chín phẩm mà sinh ra, hoa nở thấy Phật, vừa thấy Đức Phật, tai nghe chính pháp, tâm sinh đại hoan hỷ, liền chứng được quả ngộ gì, quả vị gì, vô sinh pháp nhận, vĩnh viễn thoát ly sinh tử. Từ đó tùy theo bản nguyện của mình và thần nương vào thần lực của A Di Đà Phật, trong một khoảng bữa ăn có thể biến khắp mười phương phân thân vô số, thân thừa cúng dường hằng hà sa số các đức Phật khắp trong mười phương, và lại được các đức Phật đấy khen ngợi, giơ cánh tay vàng xoa đầu thọ ký cho mình gì, được thành Phật trong một kiếp rất gần không xa. Những cái việc làm hoan hỷ như thế, lợi ích như thế chúng ta không làm thì cứ đi thì chạy đông chạy chạy tây rong ruổi, tìm ngược tìm xuôi làm cái gì, đi xem bói xem toán làm gì nữa, cho nó gì, cho nó lo mất của mà lại còn lo vào thân, lang thang trên mạng lắm làm gì nữa, cho nó gì loạn tâm ra đấy, có tuổi rồi thì gì, lo tu đi. Đó. Tiếp theo là câu hỏi một bạn sinh viên nữa. Bạn hỏi rằng ạ, con chào thầy, con xin phép thầy cho con hỏi một vấn đề về gia đình ạ. Mẹ con làm nghề bán gà, không thể tránh khỏi sát sinh vì là nghề kiếm sống, không thể từ bỏ vì nhiều lý do. Con xin thầy cho con lời khuyên, chỉ giúp con cách để có thể giảm bớt tội nghiệp mà mẹ con phạm phải ạ. Con xin cảm ơn thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Đây là một câu hỏi của một bạn sinh viên tham dự khóa tu hôm rồi. Bạn nói rằng ạ, mẹ của bạn làm nghề bán thịt gà, nhưng mà đây là cái nghề mưu sinh của gia đình bởi nhiều lý do, trong đó mình phải nói thì chắc chắn là lý do về kinh tế. Vì ổn định kinh tế gia đình, đặc biệt là gì,
nuôi các con ăn học. Cha mẹ chúng ta sẵn sàng làm tất cả các công việc, mặc dù biết có thể việc đó là việc gì? Việc có lỗi với gì? Với các loại chúng sinh khác, thậm chí là để kết oán với các loại chúng sinh khác, như là nghề gì? Sát sinh hại vật. Nhưng mà vì con cái, cha mẹ gì? Vẫn sẵn sàng hy sinh tất cả để cho con cái được ăn được học, để cho con cái gì? Không bằng chúng bằng bạn, nhưng mà nó cũng không gì, không quá kém chúng bạn quá. Thì đấy là gì? Đấy là cái tình của cha mẹ dành gì? Dành cho con cái. Bạn hỏi vậy thì bây giờ cái nghề đó thì bằng nhiều lý do bây giờ không thể bỏ, nhưng mà xin thầy là cho lời khuyên để giúp cho gì, cho mẹ giảm bớt những cái tội khổ về sau này, cái nghiệp báo về sau này. Thì cái thứ nhất là một người con muốn báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục cao hơn núi Thái, rộng hơn biển sâu của cha mẹ, thì bạn phải là người gì? Người con hiếu thảo, chân thành, chính trực. Phải đặt vấn đề gì? Hiếu thảo và đặt vấn đề học tập lên hàng đầu khi mà bạn còn đang gì? Đang ngồi trên ghế nhà trường là một sinh viên. Nhớ đến cái công ơn sinh thành dưỡng dục to lớn của mẹ. Nhớ đến hàng ngày mẹ vẫn vì mình mà gì? Mà làm những việc gọi là trái với luân thường đạo lý của nhà Phật. Còn ở thế gian thì họ cho cái việc đó là việc bình thường. Nhưng mà với nhà Phật á, thì Đức Phật trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Ngài nói rằng gì? Tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Cho nên đối với một đệ tử của Đức Phật, dù tại gia xuất gia, việc sát sinh hại vật đó chính là việc gì? Giết một vị thật Phật tương lai. Tội lỗi đó không sao mà dùng lời nói có thể diễn tả hết được. Có cái là quả báo. Hôm nay chúng ta chưa thấy gì, nó chín, chúng ta chưa biết sợ, và chúng ta cứ nghĩ rằng á, nó không có quả báo ấy. Mới sáng hôm nay, sáng sớm hôm nay, tôi xem một cái clip về ở trong miền Nam, có về một anh chuyên làm nghề gì, thịt chó, chuyên giết chó, thịt chó để bán cho các quán hàng, bán cho các quán phở, rồi bán cho các quán nhậu. Anh ta làm được một thời gian cũng khá khá dài. Thì một hôm á, anh ta vừa giết một con chó xong thì anh ta kiểu như bị trúng gió, và anh ta, mọi người thấy anh ta là gì? Nằm lăn ra trên trên đất. Rồi được một chốc á, thì anh ta bắt đầu lăn lộn. Lăn lộn ra chưa hết, anh ta bắt đầu là gì? Sủa ra tiếng chó. Thấy người đến một cái anh ta sủa ra tiếng chó. Và một điều quan trọng nữa, nhìn anh ta gì? Lúc đó thì nghe lạ như vậy, hàng xóm đến thăm, nghe cái tin lạ như vậy, một anh đồ tể chuyên giết chó nay tự nhiên bị ngã lăn ra đất kiểu như là bị trúng gió, thì lại sủa ra tiếng chó. Mọi người thấy lạ đến xem. Anh ta thấy càng đông người đến thì anh ta càng chui vào trong gầm giường. Đúng như kiểu là gì? Đúng giống như kiểu chó thấy người đến đông một cái thì sợ người sủa, nhưng mà chui vào gầm giường. Anh ta chui vào gầm giường thì vừa chui thì vừa sủa. Tôi xem cái clip thế là anh ta thì vì anh ta to lớn quá, chỉ chui được mỗi một nửa phần người vào trong, còn từ cái phần lưng trở ra nó vướng cái giường, nó không thể vào được. Và càng nghe người ta đến nhiều, anh ta càng rúc vào và càng sủa to hơn. Và đặc biệt là gì? Cái đôi mắt, cái người quay phim ấy, chắc là dùng cái máy quay, dùng bằng máy điện thoại để quay, hoặc là máy iPad để quay, cho nên là lắm khi là hình nó cũng giật và nó không được rõ lắm, nhưng mà vẫn thấy rõ 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 ràng là gì? Hai cái ánh mắt của anh ta lúc đó nó sáng lên như ánh mắt của con chó ở trong đêm tối vậy. Vì khi nó quay vào trong cái gầm giường thì nó hơi tối tối một chút, không nhìn thấy rõ mặt của anh ta, chỉ nhìn thấy rõ gì? Hai con mắt xanh lè và sáng quắc như con mắt chó ở trong trong đêm vậy. Và mọi người chung quanh họ còn nói rằng đấy đấy, tiếng của họ nói chung quanh, tiếng này ở trong miền Nam, họ nói đấy đấy, mắt thấy chưa, đôi mắt đúng như mắt chó, không sai một chút nào, mà tiếng sủa thì giống tiếng chó hệt 100% rồi. Đấy gọi là quả báo nhãn tiền. Trong kinh Phật gọi là nhân quả rõ ràng, hay mình còn gọi là quả báo nhãn tiền. Nghĩa là sao? Nghĩa là quả báo đến sớm vậy, ngay kiếp này vậy,
không cần phải đợi đến kiếp sau, cũng chẳng cần phải đợi đến chết đi mới vào địa ngục thọ báo, hay là chết đi làm thân gì, thân chó để cho gì, cho người ta giết trở lại. Mà đấy gọi là quả báo nhãn tiền, tức là quả báo ngay trước mắt, nhân quả rõ ràng, không có phải đi tìm ở đâu xa. Phật tử này, bạn sinh viên này có thể, nếu chưa tin thì tìm ở trên cái trang Facebook của nhà chùa, các vị ấy cho đăng lên ở đó, xem và đưa cho mẹ xem. Mà nếu mà mẹ mà xem được, mà nếu mà khuyên mẹ được chuyển cái nghề khác sớm, càng sớm càng tốt, mà vẫn đảm bảo cuộc sống gia đình, vẫn đảm bảo gì, để cho bé đi ăn học, cho các con đi ăn học đó, ví dụ như buôn bán hoa quả hoặc là hàng khô, bánh kẹo vân vân. Những người buôn bán hoa chuyển, buôn bán hoa quả, hàng khô, bánh kẹo hay quần áo vẫn sống mà. Họ vẫn sống đó. Họ vẫn sống. Nhưng có cái gì, có thể là nó kiếm tiền nó gì, nó vất vả hơn một chút, đó phải làm cả ngày. Còn cái này thì dậy sáng cắt tiết mấy con gà, đem giao cho mấy hàng phở là gì, có đôi trăm nghìn hoặc vài ba trăm nghìn rồi, nó nhàn hơn. Nhưng mà tạo nghiệp rất khủng khiếp. Cách đây năm 2010, cuối 15 sang đầu 16, thầy có nghe câu chuyện các Phật tử ở thị xã Sơn Tây nói rằng có cái bà bạn ở nhà hàng xóm của một Phật tử, có bà bạn hàng xóm. Bình thường thì ngày xưa thì thỉnh thoảng một ngày rằm bà cũng hay đi chùa gần nhà. Nhưng mà khi cái nhà bà bên cạnh, nhà cái cô bên cạnh, bà là cũng là chuyên là buôn gà, nhưng mà không giết, buôn thôi. Đi mua lẻ ở trong dân về, bắt đầu là lại đổ đi cho những quán hàng, quán ăn và bán ra chợ, và lại đi buôn gà. Thế bà này thì khi mà rỗi rãi thì sang nhà cô ấy chơi. Cô ấy trước đây có cái người giúp việc chuyên hay làm cái việc đó, nhưng cô ấy thì bỏ về, cô không làm nữa, cô bỏ về. Thế bắt đầu cái cô hàng xóm kia bảo cái bà cụ này là thôi bây giờ cụ cũng còn khỏe, chơi không làm gì, để giúp việc cho cháu thì mỗi ngày cháu giảm 100.000. Thế bà cụ nghe cũng vui vui. Thế đi chơi, đi buôn dê lê lắm thì nó cũng chán. Mà bạn mình thì mấy bạn là đi vào chùa tu hết rồi, giờ ở nhà mình cũng chán. Mà đi chùa thì mình cũng không thấy, cảm thấy không có duyên, cho nên lại cũng không muốn đi chùa để tu với các bạn. Thế là ở nhà, sang nhà hàng xóm. Ngày ngày làm cái gì? Ngày ngày chỉ có việc là gì? Nhồi bánh đúc vào trong bụng con gà. Nó không muốn ăn á, thì cũng há mồm nó ra, cậy miệng nó ra và nhồi cho thật đầy vào. Bình thường là mỗi con gà như vậy nó được 3 cân, thì nhồi khoảng độ 3 hoặc 5 lạng bánh đúc vào cho nó đầy cái niều nó ra, đầy cái niều con gà ra, và bắt nó phải nuốt đến mấy lạng bánh đúc vào như vậy. Và sau đó thì đem đi bán. Cứ như thế 5-6 tháng trời. Và một hôm bà ấy thấy mình khó chịu và đi khám, phát hiện ra mình bị ung thư gì? Ung thư cổ. Bà hàng ngày, có mấy tháng trời hàng ngày, bắt những con gà tội nghiệp kia, cậy miệng nó ra và đút bánh đúc vào trong miệng nó, đút bánh đúc bánh phở vào trong miệng nó, bắt nó gì phải ăn, không ăn cũng phải ăn, mà ăn cho tặc lên đầy tới cổ thì mới thôi. Tức là mỗi con bình thường nó phải được ít nhất là 3 đến 5 lạng nữa, mà mỗi ngày được có 100.000. Một tháng 30 ngày, tôi cứ cho làm hết cả 30 ngày được 3 triệu bạc. 6 tháng được bao nhiêu triệu? 36 18 được 18 triệu đồng, mà tạo tội không biết bao nhiêu. Và 3 tháng ấy, 6 tháng ấy, 18 triệu ấy không bỏ để cho bà gì, đi khám bệnh viện và mua một lần mua thuốc. 18 triệu đồng. Mà bị cái quả báo là nhãn tiền, đó là bị bệnh ung thư cổ. Khi mà bà ấy bị như vậy, phát hiện ra như vậy, thì bà bắt đầu đi thuốc thang rồi, nhưng mà cũng không ổn. Càng thuốc vào bao nhiêu thì nó càng phát nhanh dữ bấy nhiêu. Mà nó phát đến cái khi mà cái ung thư ở nơi cổ họng của bà, vòm họng của bà, nó phát ra đến nỗi là không ăn được nữa. Không thể ăn được cơm. Nấu cháo, cháo cũng chẳng thể ăn được. Vì sao? Vì đau. Và bà ấy rên la suốt ngày. Rồi mấy bà bạn mà ngày xưa chơi với bà mà hay vào đây tu tụng kinh Địa Tạng đó, về mới nói với bà là thôi, đây chắc cũng là cái nghiệp báo của bà. Bà thôi hoan hỉ rồi niệm Phật đi. Bà bảo là đau thế này niệm làm sao được, đau lắm, không thể nào mà niệm được. Thế các Phật tử ấy khuyên là thôi, bà nghe tôi, bà thì bà cứ niệm thầy nói rằng á, có người nào mà mắc vào cái tội báo khổ mà niệm danh hiệu Phật, danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng được á, thì tiêu trừ nghiệp trước,
mà chúng tôi cũng đi trợ niệm cho một số ca. Họ đau đớn là gì? Lăn lộn, nhưng mà chúng tôi đến tụng kinh Địa Tạng và niệm Phật cho họ, họ bớt đau, thậm chí có người không còn đau nữa. Và bà cũng đi, nên nghe thầy và nghe chúng tôi mà niệm. Thì lúc đầu bà bảo đau không niệm được, nhưng là do cái sự động viên của các Phật tử á, thì bà cố gắng bà niệm thầm ở trong tâm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát và Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Bà nhất tâm bà niệm như vậy thì một tuần sau, hơn tuần sau, bà thấy là bớt đau hơn và uống được cháo loãng. Và cứ niệm như vậy thì khoảng độ một tháng sau thì bà bớt hơn, nhưng mà vẫn phải ăn cháo. Nhưng trước khi ra đi, trước khi ra đi á, bà gần như không bị đau nữa, tức là bà vẫn chết, bà đau và vẫn chết, ca đấy không khỏi, vẫn chết. Nhưng mà trước khi chết á, bà vẫn tỉnh táo, vẫn niệm Phật được cho đến giây phút cuối. Đó cũng là một cái duyên lành để trước khi nhắm mắt xuôi tay, bà có gì, có thể sám hối ăn năn trước Phật, trước Bồ Tát, với trước những gì, trước những cái thần thức của những con gà mà tội nghiệp kia, oan ức kia, thù hận bà kia. Đó, cho nên ở trường hợp này thì thầy cũng khuyên bé này, vừa là thứ nhất là bé này phải chăm chỉ học hành, trở thành một đứa con ngoan trò giỏi, để mong rằng mình học ra trường, mình xin vào các cơ quan nhà nước hoặc các doanh nghiệp sớm có công ăn việc làm, để lo cái phần vấn đề kinh tế, ổn định kinh tế cho gia đình. Nếu mà còn các em đi học thì mình có thể gì, chưa vội lập gia đình mà ở nán lại mấy năm để gì, thay mẹ, giúp mẹ nuôi cho các em nó ăn học. Mình phải hy sinh bản thân mình như thế một chút, chứ không có mới học xong một cái lại lo lập gia đình, tức là lại lo lập gia đình, có gia đình riêng thì mình lại lo cho cái mái ấm gia đình của mình, cũng chẳng giúp được mẹ cái gì cả, chẳng giúp được gia đình cái gì cả. Như thế thì cũng chưa phải là người con hiếu thảo, người con biết nghĩ về gì, về cha mẹ. Cho nên vì sao thầy nói về trường hợp này, thầy khuyên như vậy, thì bạn có ở lại làm kinh tế để giúp mẹ thì mới có thể khuyên mẹ bỏ cái nghề sát sinh để làm cái nghề khác, nó có thể kiếm được ít tiền hơn một chút, vất vả hơn một chút, nhưng mà điều quan trọng là nó không đem cái quả báo xấu ác đến gì đến cho mẹ bạn và gia đình bạn về sau này. Cho nên với bạn sinh viên này, thầy có lời khuyên như vậy. Và thêm một chút nữa là bạn cũng nên đọc tụng kinh Địa Tạng hàng ngày, ngày được một hai thời, kể cả bạn làm sinh viên bạn vẫn đọc được, đọc tại bàn làm việc của bạn, bàn học của bạn như thế này. Nhưng ở trong phòng ký túc xá các bạn đông thì bạn chỉ đọc nhẹ nhàng như mình đọc sách thôi, chứ đừng có đọc to lên như ở trên chùa gào thật to lên, như vậy thì các bạn lại không ngủ được, hoặc các bạn không học được, các bạn không hoan hỷ. Đó, đấy là cái việc tế nhị, đối nhân xử thế với nhau ngay ở trong gì, ở trong ký túc xá của mình, trong nhà trọ của mình vậy. Đó, với bạn thì có lời khuyên như vậy. Bạch thầy, cho con hỏi thêm, trong khóa tu này là khóa tu đầu tiên con tham gia, mỗi lần niệm A Di Đà Phật được khoảng 10 câu là con chảy nước mắt không kìm được. Con muốn biết là có nhiều bạn giống con không, và tại sao con lại như vậy ạ? Cái trường hợp này chắc chắn là có nhân duyên đặc biệt với Phật. Bạn đã từng gieo duyên rất nhiều đời nhiều kiếp với Phật, cho nên nay con gì được về nhà, lần đầu tiên đi chùa, lần đầu tiên dự khóa tu mà. Cho nên giống như người đứa con trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói giống như gã cùng tử đi xa được về nhà, tức là bỏ cha ra đi. Ngày xưa do mà mải chơi bời gì, mải chơi bời mà khởi lên một tâm niệm là gì, ta có thể gì bỏ ngôi nhà này mà ra đi, vẫn sống tự do tự tại. Nhưng không ngờ ra đi á, trong cuộc sống á, xã hội đó, nó lôi cuốn, nó khiến cho gì, nó quay cuồng, nó đây đất trở thành gì, một kẻ lang thang đầu đường xó chợ, rất vất vả vì miếng ăn vậy. Nhưng sau 50 năm ra đi, nay quay trở lại gặp cha, cha cũng đi tìm con bao nhiêu năm, nhưng mà gặp nó nhưng không dám nhận. Vì gì? Vì cho người đến để bắt nó về á, thì nó sợ là bị giết, nó sợ quá nó gã lăn ra đất. Thì người cha thấy thế, do gì, biết rằng cái đứa con của mình á, trong 50 năm qua tinh thần nó bạc nhược, nó tự ti, cho nên đã bảo cái người hầu là thôi cứ thả nó, cho nó đi đi. Thả xong nó đi rồi á, thì lại sai những người hầu khác dùng phương tiện để đến để thân cận, kết nghĩa với nó, và bảo anh em với nó, bảo là đi đến đây có nhà trưởng giả này thuê người làm, lương trả là hậu hĩnh lắm. Thời như vậy thì bây giờ gã cùng tử mới nghe theo cái người kia và cùng đi đến để làm thuê gì 5 năm, 10 năm.
dần dần đã người cha thấy là cái gã này là không giống như gã làm thuê khác, tuy nó làm thuê nhưng không gã như gã làm thuê khác, rất là chân thành, thật thà, mộc mạc, chất phác, và điều quan trọng là trung thực, chịu khó. Cho nên là người cha dần dần là giao các công việc quán xuyến sổ sách vào ra thu chi cho cả gia đình mình, cho gì cho nó biết và bắt nó làm đi cho quen. Một ngày nó quen á, người cha thì mời vua với họ hàng thân tộc đến, và đức vua là chủ của cả đất nước đó đến gì chiêu đãi bữa tiệc, và sau bữa tiệc gần tan và đứng lên nói với trước vua và các quan đại thần và nhân dân họ hàng rằng á, trước đây tôi vốn có một đứa con nhưng nó bỏ tôi mà ra đi, 50 năm qua tôi đã tìm nó khắp các nơi, nay tôi đã tìm thấy, và kẻ đi ở làm thuê kia chính là đứa con của ta chính là gì, là cha của nó. Ngày xưa nó vốn tên là ta, có tên là sống ở nơi đó nhưng ta đi tìm con lang thang nhiều năm nay đến nơi này trụ lại nơi đây, và bây giờ bằng chứng là những đứa con đấy gì, cái gì ở trong nhà tôi bây giờ nó cũng gì cũng biết, từ sổ sách thu chi rồi tất cả mọi cái bí mật nhất trong gia đình tôi bây giờ nó đều biết, cho nên nay là công bố trước bản dân thiên hạ và quốc vương đại thần và các cụ cao niên trong dòng họ làm chứng cho hôm nay chính là ngày con nhận lại đứa con của con, và đứa con của con nay nó cũng nhận lại người cha của nó. Cho nên cái trường hợp này thầy nói là cái bạn này đã có duyên để rất nhiều đời nhiều kiếp với Phật rồi, nay về chùa lễ Phật cũng giống như gã cùng từ xa cha đi về nhà, mà khi mà đọc kinh, khi mà niệm Phật, tự nhiên lòng cảm thán ở trong gì trong sâu thẳm, trong a lại gia thức của mình nó tuôn trào như là đứa con đi xa cha mẹ nay về nhà gặp nhau mừng mừng tủi tủi ôm nhau mà khóc, giọt nước mắt ấy là giọt nước mắt gì vui sướng chứ không phải là giọt nước mắt đau khổ. Cho nên bạn này thôi cứ yên tâm hoan hỷ đi, không phải là tà ma ngoại đạo đâu mà lo, cứ học đi, cứ học cho nó xong đi, khi đó tự nhiên bạn sẽ gì sẽ thấy cái đường gì cái đường đi của mình phải làm như thế nào, nhân duyên lúc đó sẽ chỉ cho bạn, và khi đó định mệnh của bạn sẽ chỉ cho bạn phải làm như thế nào, và mong rằng bạn sẽ gì sớm quay trở được về với ngôi nhà, gặp lại người cha của mình, gặp được người cha thật sự của mình ngay trong cuộc đời này chứ không cần phải đợi đến những cuộc đời khác. Ý thứ ba, người có ý định đi tu cần làm gì để cha mẹ chấp nhận ý định đó? Có rất nhiều cách. Cách thứ nhất, bạn hãy gì hãy về gần gũi với bố mẹ mình khoảng 1, 2, 3 tháng, gần gũi, thật gần gũi, hãy hiếu thảo đến mức tột độ của một người con, nào là ngồi bên cạnh mẹ đấm lưng, bụp bụp đấm lưng, đấm lưng cho mẹ. Thầy ngày xưa khi xuất gia trốn bố mẹ để đi tu, nói dối gia đình họ hàng người thân để đi tu, và thầy phát nguyện có 3 lời nguyện trước khi đi tu. Nguyện thứ nhất là nếu mà đầu á còn để tóc, tức là chưa thành một chú tiểu, chưa thành một vị sư, dù thịt nát xương tan không bao giờ quay trở lại lũy tre làng, tức là thà chết đi cầu đạo, thà chết ở trên đường thịt nát xương tan dù cha mẹ không thấy xác, còn hơn là gì, còn hơn là còn trên đầu còn mái tóc của một người thanh niên, một người tại gia mà thất bại quay trở lại lũy tre làng, đại ý là như thế. Đó. Đây là nguyện thứ nhất. Nguyện thứ hai là nguyện là gì, sau khi xuất gia phải cố gắng học tập chăm chỉ, làm sao đó 3 năm phải lên được sư bác, vì nghe các ông cụ nhà hàng xóm nói là gì? Người nào mà chăm chỉ ngoan ngoãn thì 3 năm sẽ được lên sư bác, thì mình cũng phát nguyện như vậy. Và cái nguyện thứ ba đó là nguyện rằng một đời này sẽ giải quyết xong vấn đề sinh tử, không để lan man sang kiếp thứ hai nữa. Đây là 3 đại nguyện, 2 đại nguyện thì đã được gì, được như pháp rồi, viên mãn rồi, được thành công 2 đại nguyện. Còn nguyện thứ ba thì đây là một cái đại nguyện rất khó, thì phải làm hết cả cuộc đời mình, trên thì khất cầu giáo pháp của Đức Phật để tu tâm dưỡng tính, dưới thì tùy duyên tùy nguyện hoằng pháp lợi sinh, làm chùa tô tượng đúc chuông để báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai. Thì còn sau này có được giải thoát hay không, phần đó là thuộc về Đức Phật và các Đức Phật và các Đức Bồ Tát. Các ngài thấy có đủ công đức để cho thầy đới nghiệp vãng sinh về Tây Phương hay không, đấy là việc của các ngài, chứ bây giờ thầy cũng không quyết định được cái đó. Tất cả đều gì làm hết sức mình bằng tất cả lòng thành của mình gì phụng sự đạo pháp, phụng sự dân tộc,
Còn ấy, cái việc còn lại để Phật Bồ Tát sắp xếp, thầy cũng không dám đòi hỏi nữa, chỉ được hai cái nguyện thứ hai đó là mừng lắm rồi. Nhưng cái nguyện thứ nhất ấy, vì thầy nguyện như vậy cho nên ấy, khi thầy đi tu cũng rất vất vả. Đến một hai chùa các thầy bảo đi về làm giấy tờ để thủ tục để đăng ký tạm trú tạm vắng và để làm đơn xin xuất gia, thầy đều không về. Vì không về cho nên người ta không nhận, vì không nhận cho nên thầy phải long đong hết chùa Hương rồi chùa thầy lại chùa Hương lại chùa Vạn Niên, cứ đi qua đi lại như thế. Nhưng rất may khi ra chùa Vạn Niên, sư phụ chùa Vạn Niên là sư phụ của thầy bây giờ, cụ biết rằng là người dân tộc của thầy là vốn là chất phác thật thà, và thấy thầy là gì, cái người gì cũng đần đần nữa, đần đần nữa, cho nên á thầy nghĩ rằng con mà nó đần đần như vậy thì chắc bố mẹ nó gì cũng chẳng khá hơn gì, cho nên á nó không thể từ trong dân tộc mà ra Hà Nội mà vác đơn đi kiện gì, đi kiện mà ông sư độ cho con đi tu được. Cho nên á cụ đem gì cụ cạo tóc béng đi, cạo tóc xong rồi tôi mới về để xin giấy tờ để tạm trú tạm vắng, mới xin giấy tờ để làm thủ tục xuất gia. Về đến nhà thấy bà cụ thấy tôi cạo tóc một cái là bà cụ gì lăn lê bỏ cảng ra sân, bắt đầu bà thì bảo ôi giời đất ơi, đấy nó lừa tao rồi, bao nhiêu năm nó đẻ nó ra nuôi nó lớn khôn, bây giờ đấy nó lừa trắng lừa trơn tao rồi đấy. Nó bảo là đi chùa 3 năm 9 tháng 10 ngày nó về lấy vợ sinh con, nó báo gì, nó báo hiếu, mà bây giờ nó đi chùa mới có gì hơn một năm nó đã gì cạo tóc làm sư mất rồi, ai nó về được nữa, làm sao mà lấy vợ, làm sao mà sinh con được nữa, làm sao mà hương khói tổ tiên được nữa, vân vân và vân vân. Cứ thế là khóc, khóc hoài, khóc hết cả từ buổi trưa. Tôi về đến nhà nhớ là khoảng tầm 9 giờ, đi từ sáng về đến nhà khoảng 9 giờ, bà khóc cho đến khoảng 2-3 giờ chiều không ăn cơm. Để em gái tôi nó nịnh mãi, nó lừa mãi thì bà mới vào gì, bà nuốt mãi được bát cơm, nhưng vừa ăn vừa gì nước mắt chan cơm để mà ăn, nghĩ cũng thương. Cả đời sinh con ra mong cho con gì nên người, dựng vợ gả chồng cho con, nay còn mỗi một thằng con trai duy nhất làm trưởng cả một cái dòng tộc, nay nó lừa nó đi tu mất, ai mà chẳng xót, xót lắm chứ. Đặt mình vào hoàn cảnh đó thực sự mình cũng rất là xót xa. Tôi mấy năm trước nuôi nuôi mấy độ cho mấy bác tiểu á, khi nó không đủ duyên nó ra đi bằng một lý do nào đó, nhìn bên ngoài tôi cứng rắn nhưng mà trong lòng tôi cũng xót chứ, cũng xót như mẹ tôi ngày xưa nhìn tôi thì tôi xuất gia vậy đó. Cho nên á, ở đây bà cụ á xót xa như vậy thì tôi nghĩ rằng là đấy là cái tình cảm của con người. Con người ta hơn chúng, hơn các loài súc vật là cái tình đó. Mà súc vật, xin thưa quý vị, súc vật nó cũng có tình của súc vật, chứ chúng ta đừng có nghĩ là súc vật nó không có tình, nó cũng có tình, nhưng mà cái tình của nó ở trong phạm vi gì nhất định. Còn cái tình của con người chúng ta là bao la rộng lớn, bao dung hơn cả đó, hơn cả các loài súc vật đó. Cho nên á tôi thấy bà cụ như vậy thì tôi mới thôi không biết làm thế nào. Thế đến tối hai đứa em gái nó ngủ với mẹ thì tôi vào tôi bảo thôi hôm nay, nói nhỏ với nó hôm nay anh đi hơn một năm nay anh mới về, thì hôm nay hai em ra ngủ ở ngoài cho gì cho anh vào ngủ gì ngủ với mẹ một tối. Thế là 21 gần 20 tuổi mụ là 22 tuổi đầu tôi vẫn còn vào ngủ và ôm vào lòng mẹ cả buổi tối hôm đó, rồi á đấm lưng cho mẹ, cứ đấm lưng và thủ thỉ là thôi mẹ, mẹ sinh con ra rồi thì mẹ nuôi con khôn lớn, cái đấy ân đức đấy là lớn lắm chứ con không bao giờ quên. Nhưng mà bây giờ á ngày đầu con đi tu á, lúc đó thì không vươn vẫn chưa dám nói thật, vì nói thật lúc đó là bà cụ lại càng sôi lên thì mình chết, cho nên phải nói là gì thôi mẹ, lúc đầu con cũng nghĩ là gì con đi 3 năm 9 tháng 10 ngày con về thôi để con gì con báo hiếu hương hỏa tổ tiên, lấy vợ sinh con để báo hiếu hương hỏa tổ tiên. Nhưng mà con vào chùa á thì các thầy ở trong chùa bảo là cái số của mày á mà đi tu mà mày bỏ về á thì mày chỉ có chết thôi con ạ. À, lấy lúc đó phải lấy gì lấy thầy tổ mình ra để mà gì mà nói với bà là thầy bảo là các thầy trong chùa bảo đi tu mà bỏ dở mà về mày chỉ có chết thôi, không làm được cái gì đâu, không làm nên trò trống gì đâu, mà về còn làm khổ thêm cho bố mẹ, làm nhục thêm cho bố mẹ đấy, thầy con bảo thế. Cho nên thầy con bảo như vậy, vì vậy đó, thầy con mới bảo đó thôi thì thôi tôi cạo tóc cho chú để cho chú có thêm một chút phúc. Vì vậy mà thầy con mày mới cạo tóc, chưa xin được ý kiến bố mẹ mà đã cạo tóc, thôi đằng nào cũng như vậy rồi. Và trước khi thầy con về, thầy con bảo á, tôi cho chú về là một đêm hai ngày. Bố mẹ đồng ý hay không đồng ý thì cũng đi ra nói với tôi một câu. Nếu mà bố mẹ chú không đồng ý á,
thì gọi bố mẹ chú ra tôi giả lại, hoặc rằng gì, hoặc chú đi đâu thì đi, tôi không nuôi chú nữa. À, phải nói như thế, sám hối cụ lúc đấy phải nói thật, à, nói dối chứ, lúc đó phải nói dối cụ là như thế. Bắt đầu á, thấy cụ thì cụ càng thương mình cũng càng nấc lên, cụ khóc nhiều hơn. Nhưng mà cái khóc lần này với khóc buổi chiều là hoàn với buổi sáng hoàn toàn khác nhau nhé. Đấy, vẫn là khóc, nhưng mà khóc buổi sáng buổi trưa hoàn toàn với khóc bây giờ. Khóc lúc sáng là khóc gì, khóc hận là gì, nuôi nó lớn khôn nó không làm theo ý mình, nó lừa mình. Nhưng còn khóc bây giờ là khóc gì, thương con. Cái khóc bây giờ cái tình mẫu tử nó đặt lên trên tất cả, cho nên bà cụ thì khóc bây giờ là khóc vì tình thương, nghĩ là bây giờ nó cũng khổ đấy chứ, nó cũng có sướng gì đâu, nó đi như thế nó cũng khổ tâm, và này nó cũng lo để học hành để báo đáp đấy chứ, nhưng mà nó khổ. Và lúc đó tấn công tiếp thì vừa đấm lưng thụp thụp cho mẹ, là vừa nói là thôi đằng nào mẹ thì con bây giờ cũng làm chú tiểu của nhà chùa rồi. Đấy. Mẹ ngày xưa mẹ ở nhà hãy nghe con hát cái bài gì, chuyện tình Lan và Điệp rồi mà đi tu rồi đâu có chuyện về được nữa đâu, mà ngày xưa tôi ở nhà tôi hay hát cái bài chuyện tình Lan và Điệp, cho nên là dẫn chứng những cái gì gần nhất, cái gì thiết thực nhất đối với cuộc sống. Và bà cụ nghe thấy và bắt đầu ạ, bà cụ nghe thấy mình bắt đầu tấn công thêm, tôi tấn công thêm là thôi nếu mà mẹ mà trong ngày hôm ngày mai mẹ mà không đồng ý cho con đi tu thì con vẫn về, cái thứ nhất là giả chiếc xe máy của thầy, thầy cho mượn chiếc xe máy đi về mà mình không thể ăn trộm của Phật được, cho nên con vẫn phải đi về giả chiếc xe máy của thầy. Cái thứ hai là báo với thầy là gì, mẹ con không đồng ý, bố con không đồng ý và chắc chắn thầy sẽ đuổi con ra khỏi chùa. Mà một điều chắc chắn con hứa danh dự với mẹ là gì, là con không bao giờ quay trở về nữa, khi đã phát nguyện thế phát xuất gia học Phật không bao giờ quay về dù bằng bất cứ lý do nào. Vậy cho nên con đã nguyện cống hiến cuộc đời này để trên thì dâng lên cúng giảng Đức Phật, dưới thì sau này có thể đem lại lợi lạc gì cho chúng sinh không thì con làm, và mẹ nếu không cho con đi thì con gì thầy đuổi con á, thì chắc chắn con phải đi vào tận trong miền Nam để tìm thầy học đạo. Nhưng mà mẹ à, miền Nam con chưa biết ở đâu, chỉ nghe người ta nói là xa lắm, rất là xa. Mẹ à, tiền con không có, mẹ biết rồi con không có tiền, mà con đi bộ từ đây vào Nam thì không biết gì, mẹ biết là con yếu mà, sức khỏe con không đủ. Và bà càng khóc nhiều hơn, bà cụ càng khóc nhiều hơn, có nghĩa là cái tình mẫu tử nó dâng đến cái gì, dâng đến cái mức tột độ rồi. Mình làm cho một câu nữa đó là mẹ một ngày nào đó nếu nghe đọc báo hay là nghe xem trên tivi mẹ thấy rằng có một ai đó có một bộ xương khô nào đó ở chết dọc bên đường, thì đến khi đó có thể đó là bộ xương của con đấy. Như vậy chúng ta biết rằng cái tình cảm của người mẹ, không bao giờ có một người mẹ nào lại để gì, để cho người đứa con của mình á, nó muốn làm một cái việc lớn đồng thời cũng là gì, vì cái việc sinh tử trọng đại của cuộc đời của nó mà cha mẹ chúng ta lại có thể cản ta được. Không thể, cha mẹ chúng ta thì không thể, miệng thì có thể nói thà tao để cho mày chết chứ còn hơn là tao để cho mày gì cạo tóc vào cửa chùa đi tu, nói thì nói như vậy thôi. Nhưng thực tế cái khi thực tế đó thì thôi cứ khóc, hai mẹ con cứ khóc và mệt gì gần như đến thâu đêm đến sáng, thì bắt đầu thì đến sáng ra thì bắt đầu khoảng độ tầm 8 giờ một cái thì mình lại tiếp tục hỏi là mẹ thế bây giờ chuẩn bị đến giờ thì con phải đi đi về rồi để trả xe cho thầy rồi mẹ, à, thương con thì gì? Mẹ ký cho con một chữ, còn không thì con cũng phải lạy mẹ con gì, con ra đi về để trả xe cho thầy, và thầy bắt con đi đâu thì không cho ở đuổi con ra chùa, thì việc tối hôm qua con nói với mẹ đấy là lời chân thành mà quả thật trong lòng mình cũng nghĩ đó là thật đi. Nếu mà không lấy được chữ ký của gia đình nhá, thì theo luật là gì, sư phụ cũng không thể nào nuôi độ đệ tử được, và chắc chắn mình phải gì lang thang ngoài đường thôi, và cả đời mình chỉ lang thang để đi cầu đạo thế thôi, không có chỗ nào để trú cả. Cho nên á, lúc đó thì bà cụ sụt sùi bảo thì nói với ông bố của tôi là gì, thế ý của ông thế nào, thì ông ấy thì nói gì, thôi bây giờ quyền của mẹ nó đấy chứ tôi bây giờ thì thế nào cũng được. Thế là được một tí, bà bảo thôi thì mang vào đây tôi ký, tao tao ký cho. Ôi giời, sướng quá, chả còn cái sướng nào bằng cái sướng đó hơn. Cái sướng vui sướng thứ nhất đó là được sư phụ cho cạo tóc, cái sướng thứ hai là lời nói của mẹ là gì, thôi mang vào đây tao ký cho, tức là ký cho gì, ký cho mình đi tu, tức là gì miễn cưỡng đồng ý cho mình đi tu đấy.
Đó cho nên á, bạn ấy hỏi là có người có ý định đi tu thì cần làm gì để cha mẹ gì có chấp nhận cho đi tu. Có rất nhiều cách, nhưng cách của tôi ấy là như thế, thì tôi có thể kể sơ qua cho gì cho bạn có thể, nếu mà có duyên hoặc là bạn của bạn đã có duyên muốn đi tu mà cha mẹ ngăn cản không thể đi được, thì đấy cũng là gì, một trong rất nhiều cách để có thể làm cho cha mẹ chúng ta hiểu và đi tu, cho chúng ta thực hiện ý nguyện của mình. Bạn hỏi câu thứ hai, điều hai, gia đình con trước kia sống rất hạnh phúc, giờ đây nhiều yếu tố tác động vào khiến tình cảm của bố mẹ con xuống đi xuống, con phải làm gì để bố mẹ con có thể hàn gắn lại hạnh phúc như trước ạ? À? Bạn có thể làm một cái cây cầu kết nối, thì chắc chắn bạn này đang là sinh viên rồi, thì đây là khóa tu sinh viên các bạn hỏi, thì bạn có thể những ngày nghỉ bạn có thể đi về gần gũi bố mẹ, và bạn chính là gì, sống làm sao bằng tất cả tấm lòng chân thành của mình, và để bạn gì làm cái người kết nối giữa cha và mẹ. Ở với cha thì nói tốt cho mẹ, ở với mẹ thì nói tốt cho cha. Đức Phật nói là dùng những lời gì, những lời hay ý đẹp như thế cũng có thể dần dần hàn gắn cho gì, cho hạnh phúc gia đình của chính nhà mình vậy. Và đặc biệt bạn phải dùng cái tấm lòng chân thành thanh tịnh của mình nhé, để làm cái cây cầu nối ấy. Và đặc biệt bạn cũng nên gì, nên tụng kinh Địa Tạng, đọc kinh Địa Tạng hàng ngày để và niệm Phật, niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng để hồi hướng cho hạnh phúc gia đình nhà mình, cầu Phật Bồ Tát gia trì thêm cho hạnh phúc của gia đình nhà mình sớm được như xưa. Đó. Ý thứ ba, điều ba, bạn hỏi là con rất thích hướng thiện, thích làm việc thiện. Đôi khi có nhiều người nói con, trách mắng con vì quá tốt mà điều xấu lại trở nên lại lại đổ lên vào con. Con muốn hỏi con nên làm gì để tĩnh tâm hướng thiện và không phải nghe những điều xấu từ mọi người mà tâm con tĩnh để hướng thiện nhiều hơn ạ. À? Bạn không thể muốn trồng một bông hoa sen ở trên một gì? Ở trên một 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 đoạn đường nhựa mà bông hoa sen đó, mà bạn không thể trồng một cái gì, một cái củ sen, mà mong một, nói đúng hơn là bạn không thể trồng một củ sen ở trên gì, một trên khoảng đất trống khô, hay là trên một gì, trên một đoạn đường nhựa bằng phẳng, hoặc là trên một gì, một chiếc sân bê tông, hoặc là sân gì, sân gạch nhà bạn mà nở ra một bông sen được bạn ạ. Bạn có hiểu không? Ý của thầy nói là gì? Bạn không thể nào mà gì mà được thanh tịnh, tâm của bạn được thanh tịnh, trí của bạn được khai phát khi mà bạn gì, bạn không từ ở trong thế gian này mà giác ngộ. Cho nên ở trong kinh Đức Phật nói gì, Phật pháp tại thế gian bất ly thế gian giác, tức là Phật pháp ở tại thế gian này không thể rời thế gian mà giác ngộ. Bạn cũng vậy, không thể nào mà gì không qua rèn luyện tôi giũa ở trong cuộc sống này mà bạn thì bạn có thể biết mình là đã hoàn toàn tĩnh tâm hay chưa, mình hoàn toàn có thể làm được việc thiện trong cuộc đời này hay không. Cho nên á, đây cái môi trường mà bạn đang sống chung quanh, ở ký túc xá, ở cùng phòng trọ với các bạn đó, bạn muốn làm việc tốt mà những người gì, những người chung quanh bạn có người không hiểu, lại còn ngược lại còn còn nói bạn thế này thế khác, là bày đặt, nhìn thế mà cũng gì bày đặt, nhà nghèo lại còn gì lại đòi gì ra dáng vân vân chẳng hạn, đại ai đại đại khái là như thế, đã không có lại còn gì còn cho kẻ ăn xin, hàng tháng phải gì xin tiền bố mẹ mà gì để đóng học mà phải con còn cho kẻ ăn mày, đã nghèo còn bày đặt. Hoặc rằng gì bạn muốn phóng sinh, các bạn mình nói nhà đã nghèo bố mẹ đã gì hàng tháng phải đi kiếm từng đồng gửi cho rồi mà còn thì không biết thương bố mẹ, là còn thì còn bớt cả tiền bố mẹ ra để bớt cả tiền ăn để phóng sinh, vân vân và vân vân. Đó có thể là gì, vì các bạn của mình là chưa hiểu Phật pháp, chưa hiểu việc làm thiện của mình, chưa hiểu phóng sinh là việc thiện, chưa hiểu việc là gì cho cái người ăn xin 5.000 10.000 một cái bánh mì một bữa sáng thôi đã là cứu gì, đã cứu đói cho một một chúng sinh, cho một con người thoát khỏi một gì một bữa đói, cho họ được một bữa no, đấy là một việc cực thiện. Trong kinh Địa Tạng Đức Phật nói gì, nếu làm được việc đó, chia sẻ được cái việc đó cho một người khác, cho một chúng sinh khác,
Đức Phật nói gì? Cũng giống như chia sẻ và cúng dường cho một một Đức Phật vậy các quý vị. Cho nên việc thiện ta cảm thấy ta làm ta an vui trong lòng, ta cứ thế ta làm. Chứ đừng có dính mắc vào tiếng khen chê của bạn bè, của những người sống chung quanh chúng ta. Đối với tiếng khen chê của bạn bè, của những người sống chung quanh chúng ta, Phật dạy chúng ta sống về gì? Đừng có để ý tới nó. Nếu ưa thích nghe tiếng khen thì lòng kiêu căng, ngã mạn chúng ta sẽ nổi lên. Nếu ghét nghe tiếng chê thì cái tâm bồ đề của chúng ta sẽ không lớn. Giống như vậy, củ sen, giống sen nó phải trồng vào trong trong bùn lầy tanh hôi thì nó mới gì? Nó mới đâm chồi nảy lộc và nó mới gì? Đâm nụ nở hoa. Bạn có hiểu chưa? Đó, cho nên thì qua câu trả lời như vậy, thời gian nó không còn nữa, nhưng mong bạn thì hãy động não, suy nghĩ một chút, dùng tâm mà suy nghĩ một chút, và trong cuộc sống bạn hãy cố gắng làm việc thiện nhiều hơn nữa thì chắc chắn rằng nó sẽ tốt đẹp, những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn nhiều hơn trong tương lai. Thì hôm nay thì giờ đã hết, toàn thể đại chúng chúng ta nghỉ ở đây. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một bạn nữa hỏi: A Di Đà Phật, con chào thầy, thầy cho con hỏi vài điều, hoan hỷ xin thầy giải đáp cho con ạ. Một, điều một, con người ta có sinh và tử, vậy khi còn sống con người ta làm điều ác trái với lương tâm, sau khi mất có được siêu thoát, mở ngoặc đơn hay lên thiên đường luôn luôn không ạ? Bạn hỏi là con người ta lúc sống làm điều ác, sau khi chết đi có được siêu thoát sinh lên thiên đường không? Chắc chắn là không. Câu hỏi này xin trả lời bạn là chắc chắn là không. Đối với đạo Phật không có khái niệm ấy, và không có gì, giáo lý nhân quả Đức Phật nói không có gì có trường hợp ấy xảy ra. Chỉ có một số tôn giáo khác, họ nói rằng làm ác sau khi đối một vị gì, một vị linh mục hoặc một vị cha để rửa tội, làm lễ rửa tội, vị cha vị linh mục đó rửa tội cho thì sau khi chết vẫn được Chúa đoán lên thiên đàng. Nhưng đạo Phật không đồng ý quan điểm đó. Phật có trước gì Thiên Chúa mấy trăm năm. Phật đã nói gì? Nói cái điều đó không bao giờ có cái chuyện là cả đời làm ác mà được một gì? Một đấng thần linh nào đó hay một đấng Chúa Trời nào đó bảo là chỉ cần theo ta, sám hối ta thì ngươi sẽ thoát hết tội. Không có cái chuyện đó. Mà sám hối theo ở quan điểm của nhà Phật đó là phải gì? Chứ sám có nghĩa là ăn năn, bày tỏ những lỗi trước ra và phát nguyện không tái phạm nữa, đó gọi là chữ sám. Chứ hối có nghĩa là gì? Ăn năn, hối cải và nguyện dứt trừ từ nay không làm tái phạm lại những việc ác đó nữa, đó gọi là những việc sám hối ở trong nhà Phật. Tức là bày ăn năn, bày tỏ những lỗi trước ra, không có giấu giếm cái gì và phát nguyện chừa bỏ, không tái phạm và không làm những lỗi xấu xa như thế nữa, đó mới gọi là sám hối thực sự. Và thay vào đó, người đó thay tâm đổi tính, bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, trở thành một con người hoàn toàn đem lại lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội ngay trong cuộc sống này, thì đó mới là người biết sám hối trọn vẹn. Con người như thế, Đức Phật nói là giống như chiếc áo bẩn chúng ta mặc trên mình. Khi biết chiếc áo bẩn mà biết gì? Biết cởi ra và biết rũ, biết giặt sạch đi. Và chiếc áo bẩn đó sau khi được giặt thì nó sẽ gì? Cũng như chiếc áo sạch, như chiếc áo mới mà thôi. Hoặc rằng giống như chiếc áo rách. Rách rồi, chúng ta biết rách, cởi ra và dùng cái gì? Kim chỉ, dùng một vài miếng vải khác tương tự như thế và khâu vá, trầm vá nó lại, thì chiếc áo đó lại được trở lại. Mặc dù nó không đẹp như chiếc áo chưa bị may vá, nhưng mà cũng gì? Cũng đủ để che thân, không bị hổ thẹn với người khác chung quanh mình vậy. Đó, trả lời Phật tử câu hỏi, bạn ấy câu hỏi như vậy. Một bạn nữa hỏi rằng: con kính chào thầy, thầy cho con hỏi, trong cuộc sống này sống luôn thành thật thì có tốt không ạ? Mấy đứa bạn con cứ nói con là ngố vì cái gì cũng thật thà, nhưng con cảm thấy vui vì có đức tính tốt như vậy.
làm mặt cười, đánh mặt cười. Mong thầy hãy giúp con nói cho mấy bạn của con hiểu ạ. Con cảm ơn thầy. Ở trên đời này rất cần gì? Những con người có ý nghĩ, có lời nói và có hành động chân thật, tức là gì? Tức là những người tốt đó. Các bạn thấy không? Từ cổ chí kim, các bậc thánh hiền và những bậc gì? Những bậc thức giả, người ta đều tán dương khen ngợi những người tốt, lấy những người tốt là những tấm gương để cho gì? Cho người đời noi vào. Chứ có ai lấy những người xấu xa, những người gian dối, những người độc ác để làm tấm gương cho mọi người noi theo đâu. Cho nên với các bạn, có khi nói chưa, người ta chưa hiểu mình, hoặc là gì, với các bạn người ta thấy mình thật đến nỗi gì, thật như đếm, các cụ ngày xưa nói là thật như đếm. Cho nên có khi đối với các bạn nghĩ là gì, mình hơi ngô ngố chẳng hạn, không quan trọng. Điều quan trọng ở đây là bạn nói gì, bạn thấy cảm thấy rất vui về cái đức tính đó. Sống quan trọng thì mình vui là được. Quan điểm của nhà Phật thì chúng ta không bị lay động bởi tiếng khen chê của người khác. Chúng ta không quan trọng với cái tiếng khen chê của người khác. Người khác khen chúng ta, họ cũng không cho chúng ta thêm một cái gì cả. Mà họ chê chúng ta thì họ cũng không gì, cũng không lấy mất đi chúng ta cái gì cả. Cái điều quan trọng là trong tâm mình thấy bình an, thấy thanh thản, thấy hạnh phúc và thấy gì? Luôn bằng lòng về cuộc sống mà mình gì? Mình đang đang hít vào thở ra đó. Đó, theo tư tưởng của Thiền sư Nhất Hạnh là hãy sống với cuộc sống hiện tại này. Hãy vui và vui với cái cuộc sống hiện tại này, hãy thở và thở với gì? Cuộc sống hiện tại này. Đó, tất cả mọi cử chỉ hành động, lời nói, ý nghĩ của chúng ta hãy đưa nó về thực tại, thì chúng ta thì sẽ cảm nhận được cái lòng từ bi, bình đẳng, vị tha của Đức Phật ở trong gì? Trong mỗi chúng ta mà thôi. Cho nên ở đây thầy khuyên bạn là gì? Hãy cứ sống với cái tâm chân thật như thế, thật thà chất phác như vậy. Còn các bạn của bạn có thể nói bạn ngố, bạn ngu, vân vân. Điều đó không quan trọng. Và bạn hãy mỉm cười với các bạn ấy. Nếu mà bạn gì, bạn là tiến tới một Phật tử, khi nghe các bạn nói như vậy, bạn có thể chắp tay niệm gì? Nam mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật. Đó. Chỉ cần một câu như thế thôi, vừa tăng trưởng công đức, tâm mình lại vừa hoan hỷ. Đó. Đấy thì thầy chỉ khuyên bạn này nên hãy nên sống với cái tâm chân thật đấy, đừng có thoái tâm. Không chỉ bây giờ còn đang là sinh viên mà sau này học xong ra trường đi công tác ở trong bất cứ ngành nghề nào, hoặc là các cơ quan đoàn thể nhà nước, hoặc là các doanh nghiệp, hoặc là chúng ta trở về sống một cuộc sống đời thường đi chăng nữa, thì rất quý với cái tâm chân thật đấy, và mong bạn luôn sống được với nó cho đến hơi thở cuối cùng. Nhờ cái tâm chân thật ấy, mong rằng đến hơi thở cuối cùng ở cuộc đời này, 80 tuổi hay 100 tuổi đi chăng nữa, thì sau khi xả bỏ báo thân, chắc chắn bạn sẽ được, thần thức của bạn sẽ được hướng về cõi thiện, cõi lành, nó sẽ tốt đẹp hàng gấp nhiều lần ở cuộc sống của bạn đang sống hiện tại này. Chúc bạn luôn giữ được cái tâm chân thật của mình cho đến trọn cuộc đời này. A Di Đà Phật. Đạo tràng hỏi câu thứ hai: Xin thầy cho biết kinh Phật có khi nào quy định loại hoa nào được cúng Phật và gia tiên không? Loại hoa nào không được cúng Phật không? Vì khi xem trên mạng, con thấy báo họ viết hoa dùng tặng cho tình yêu nam nữ thì không được dùng để cúng. Rồi có nhà đi xem bói, thanh đồng họ bảo chỉ được cúng mỗi loại hoa hồng thôi, thế là cứ thế theo không dám dâng các loại hoa khác lên cúng. Đó. Đạo tràng Phật tử này hỏi là câu thứ hai, nói rằng là trong kinh Phật có chỗ nào quy định phải cúng Phật loại hoa gì không? Tôi khẳng định là không. 8 năm ngồi trên ghế nhà trường và 11 năm nghiên cứu và giảng dạy, chúng tôi chưa đọc thấy bộ kinh nào Đức Phật quy định là gì? Là
đối với Phật phải cúng bông loài hoa nào và loài hoa nào không được cúng. Xin thưa các quý vị, khi Đức Phật còn tại thế, có một anh chàng nhà nghèo. Anh chàng rất kính Phật, nhưng mà anh chàng thuộc cái dòng dõi Thủ Đà La. Anh ta nghĩ rằng mình không được đến gần Đức Thế Tôn. Vực Đế Thế Tôn là bậc gì? Là bậc chân quý ở thế gian. Ở thế gian thì ngài là gì? Dòng dõi Sát Đê Lợi. Mà xuất gia thành Phật thì ngài còn trên cả dòng dõi Bà La Môn. Cho nên ta không dám đến gần ngài. Vì vậy mà nhiều ngày, cái vị thanh niên nghèo dòng dõi Thủ Đà La đó cứ đứng ở trong gì, một nơi ẩn, một nơi rất khuất, khá khá xa để nhìn Đức Phật và chư Tăng đi khất thực qua. Anh ta bao giờ thấy Đức Phật đi ngang qua, anh ta cũng quỳ gối xuống và anh ta cố giấu để cho Đức Phật và chư Tăng không nhìn thấy. Trải qua một thời gian khá dài như vậy, anh ta cứ làm như thế. Một hôm, ngài thấy là Đức Phật đi vào chính làng của gì? Anh chàng thanh niên đó nhìn thấy Đức Phật và chúng tăng vào ngôi làng của anh ta để khất thực. Bây giờ thì anh ta thì đang có công việc đi ở trên cái đoạn đường ra đầu làng đó, và anh ta bất chợt mãi đi vừa vui vừa hát, vì nghĩ tới hôm trước anh ta nhìn thấy Phật, anh ta vẫn đang tưởng tượng rằng nếu như mình có đủ phúc duyên như là những gì, những người dân ở trong làng kia được dâng lên Đức Phật gì, bát cơm, được dâng lên Đức Phật đức đồ ăn như thức uống, và quỳ dưới chân ngài, được đỉnh lễ dưới chân ngài, và được gì, được lễ và được hôn lên đôi gì, đôi bàn chân của ngài thì tốt biết bao. Anh ta nghĩ như vậy, và anh ta mải mê nghĩ như vậy, anh ta cứ vừa đi vừa hát, vừa đi vừa nhảy, vừa đi vừa hát. Bất chợt anh ta thì ngẩng đầu lên, trước mặt anh ta là Đức Phật và 1250 vị đại đệ tử đang tiến gần tới anh ta, chỉ còn cách khoảng độ 15-20 bước chân. Đức Phật nhìn thấy anh ta gì? Đức Phật mỉm cười một cách rất là tươi. Anh ta nhìn thấy như vậy, anh ta định chạy trốn. Nhưng mà khi đó anh ta nghĩ là chạy trốn gì? Bằng cái, không biết bằng cái nhân duyên nào đó anh ta định chạy trốn. Nhưng mà anh ta gì? Không chạy trốn nữa. Anh ta liền là nhìn sang bên, ngay bên rìa của mình. Anh ta nghĩ ngay là mình phải có một cái gì cúng dường Đức Phật. Đây là cơ hội số một duy nhất của ta. Vì chung quanh đây không có Bà La Môn nào, không có vị Sát Đế Lợi nào, không có gì dòng dõi Phệ Xá nào nhìn thấy ta. Cho nên chỉ có Đức Thế Tôn và chúng tăng và ta mà thôi. Và anh ta thì liền là bước sang ở bên vệ đường 2-3 bước, và anh ta hái một cái nắm hoa, gọi là hoa cỏ dại ở ven đường. Và anh ta cầm lấy một nắm hoa như vậy, anh ta gì liền vội quỳ, liền vội quay lại giữa đường và quỳ xuống, thì Đức Phật cũng vừa bước tới nơi anh ta. Anh ta gì không dám ngẩng mặt lên, đem dâng hai tay lên Đức Phật như thế này, và Đức Phật thì từ từ nhận lấy và ôn tồn hỏi anh ta, rồi nhận lấy Đức Phật còn cảm ơn và ôn tồn hỏi anh ta đi đâu, có chuyện gì mà vui thế, vân vân chẳng hạn. Anh ta thì nghe Đức Phật nói như vậy không tin vào tai mình nữa, nhưng mà anh ta chấn tĩnh lại, quả thật Đức Phật gì đang nói chuyện với ta. Và anh ta kể với Đức Phật tất cả những cái câu chuyện mà một thời gian khá dài về trước anh ta đã nhiều lần mong muốn được cúng dường Phật, nhưng mà sợ, không dám đến gần Phật, sợ là các dòng dõi Sát Đế Lợi, Bà La Môn và Phệ Xá nhìn thấy anh ta đến gần đến Phật, họ chửi, họ mắng, họ đánh anh ta, cho nên anh ta không dám tới. Nay anh ta chung quanh ta chỉ có anh ta với Phật và chư Tăng, cho nên anh ta mà ở trong cái tình huống tránh cũng không được đó, anh ta làm như vậy. Và Đức Phật khen ngợi, nhận cái nắm cỏ của anh ta, hoan hỷ. Và Đức Phật nói với Tôn giả A Nan và bảo Tôn giả A Nan rằng, này A Nan, ông có thấy là gì, là anh chàng thanh niên thư sinh này chăng, nhờ vào cái công đức cúng dường Như Lai một gì, một nắm hoa này, mà sau khi xả bỏ báo thân, anh ta được sinh lên làm vua của cõi trời gì, Phạm Vương, trải qua gì hàng trăm ngàn vạn ức đời ở trên đó. Sau khi mãn báo thân ở cõi, làm vua cõi trời Phạm Thiên Vương đó, anh ta lại sinh xuống cõi trời Đau Lợi và tiếp tục làm vua ở cõi trời Đau Lợi. Rồi anh ta thì sinh xuống nhân gian, tiếp tục làm vua ở nhân gian, trải qua gì hằng hà sa số kiếp, và tại đó
anh ta gặp Đức Phật Di Lặc, hoặc là gặp một vị đức, gặp một một Đức Phật trong tương lai, chứ không nói là gặp Đức Phật Di Lặc, gặp một Đức Phật trong tương lai, và anh ta phát tâm Bồ Đề, xuất gia tu đạo, chứng đắc thánh quả A La Hán, vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ, nhờ một gì, một nắm hoa cỏ dại ở bên đường. Cho nên dựa vào đó, chúng tôi có thể khẳng định với nhóm Phật tử ở trong đạo tràng này rằng gì, trong kinh Phật không có quy định là gì, cúng Phật phải cúng bằng loài hoa nào. Còn ở Phật tử nói rằng xem trên mạng internet họ viết rằng á, cúng Phật là gì, là không được cúng những loại hoa dùng để tặng cho tình yêu như là hoa hồng. Chúng ta biết có loại hoa nào là quy định cụ thể loại hoa nào là loại hoa tặng cho tình yêu không? Không phải. Không phải hoa hồng là loại hoa chỉ dành tặng cho tình yêu, mà hoa hồng còn là loại hoa gì? Ví dụ như đại lễ Vu Lan báo hiếu, hoa hồng còn là biểu tượng của gì? Của cái tấm lòng hiếu hạnh của người làm con. Cho nên mới có một cái bài hát nói về gì? Một bông hồng cho anh, một bông hồng cho em, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ, để lòng vui sướng hơn. Lỡ mai này mẹ hiền có mất đi, như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ, vân vân đó. Cho nên chúng ta thấy bông hồng không phải là bông hoa hồng, không phải chỉ để dành cho đôi tình yêu lứa đôi nam nữ, mà bông hoa hồng còn gì, ở trong đạo Phật còn được gắn lên ngực áo của chúng ta mỗi khi gì, mùa Vu Lan báo hiếu tới. Ở trong nhà Phật gì, bông hồng trắng được cài lên ngực một ai đó thì đó là mang ý nghĩa người đó đã mất cả cha lẫn mẹ và đáng thương thay. Bông hồng đỏ cài lên ngực áo một ai đó mang biểu tượng và ý nghĩa là gì, bạn ấy đã mất đi một người cha, hoặc rằng là đã mất đi một người mẹ, và chỉ còn có một người bên bạn ấy nữa thôi. Đó, cho nên biểu tượng về tình yêu, như bạn nói là gì, đạo tràng nói là gì, biểu tượng bông hoa là biểu tượng của tình yêu, đem tặng tình yêu, và nói hoa hồng chỉ cũng không đúng là như thế. Và ở đây đi xem bói, bạn đạo tràng này nói nếu đi xem bói thì các bà đồng lại bảo là gì, chỉ được cúng hoa hồng. Chỉ được cúng hoa hồng, còn các loại kha khác là gì, không được cúng Phật. Cũng không đúng. Đấy chỉ là gì, là tà kiến, là biên kiến, là thiên kiến. Tà kiến tức là gì, là cái nhìn thấy không đúng đắn, không chân thực. Biên kiến tức là cái nhìn thấy thiên lệch về một gì, một bên, tức là không chuẩn, cái nhìn gì, không chuẩn. Cho nên ở đây thành tâm hoa gì cũng Phật cũng được. Thậm chí như nắm qua gì, nắm hoa dại ven đường Phật gì, vẫn thọ ký cho người đó làm vua các cõi trời. Và đặc biệt là sau này còn gặp các Đức Phật trong tương lai, và tu hành thành gì, thành đạo chứng quả A-la-hán, vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ. Cho nên ở đây gì, điều quan trọng xuất phát từ cái tâm. Cái tâm chúng ta là quan trọng nhất. Tâm thành kính, nương vào bông hoa nào á thì cũng là bông hoa đẹp nhất. Bông hoa sen, bông hoa hồng, bông hoa cúc, bông hoa lan, bông hoa huệ, bông hoa, thậm chí là bông hoa gì, bông hoa thải lại ở ngoài đường, xin lỗi các quý vị, nó đều là bông hoa tâm đẹp nhất để dâng lên Đức Phật. Bông hoa đó phải được thể hiện qua lòng thành kính và sự tu tập bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện của mỗi mỗi Phật tử của chúng ta hàng ngày trong cuộc sống này vậy. Chứ không phải là lúc đến cửa chùa chúng ta dâng gì cái lễ thật to, thật đắt tiền, và mua những gì, những bông hồng thật quý, hoặc là những bông hoa thật quý, thật đắt tiền thì Phật mới chứng. Không phải đâu. Mà Phật muốn gì? Muốn nhìn thấy những bông hoa, bông hoa giới đức, bông hoa trí tuệ, bông hoa từ bi. Hằng ngày chúng ta gì? Chúng ta làm cho gì? Cho đời, làm cho đạo pháp, và làm cho đời, tức là làm cho dân tộc mình, và làm cho tất cả chúng sinh này á. Bông hoa đó mới là bông hoa gì? Bông hoa mà Đức Phật muốn chúng ta
dâng lên để cúng giảng Ngài. Đó. Và mong rằng đạo tràng sau cái câu hỏi này có cái nhìn đúng đắn về về việc cúng giảng Tam Bảo, đặc biệt là gì? Cúng giảng Phật, dùng hoa để cúng giảng Phật, hương hoa, oản quả vân vân đó, tất cả cái đó chỉ là phương tiện. Cái điều chính Đức Phật cần tới là cái tâm của chúng ta. Vì vậy là rất mong đạo tràng chúng ta có cái sự học và sự hiểu đúng đắn với chính pháp của Đức Phật. Đừng có suốt ngày đi xem bói, hoặc là đừng có gì tin những gì trên mạng họ viết là tuyệt đối. Trên mạng bây giờ nó gì, nó lộm cộm lắm, thông tin nó rất là tạp. Chúng ta mà xem nhiều thông tin trên mạng á, chúng ta có thể là gì, không biết đâu để mà lần đó, không biết đâu để mà lần các thông tin trái chiều nhau, rất khó để lần. Thì tốt nhất là thôi, dành thời gian để tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tô phúc bố thí cúng dường, làm việc thiện. Đặc biệt các Phật tử mà có tuổi rồi thì thôi, mạng méo làm gì nữa, một câu A Di Đà Phật, hoặc có thời gian thì gì, tụng kinh. Không có thời gian nhiều thì một câu A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cứ thế mà nhất tâm để mà thọ trì đọc tụng, một ngày không xa. Khi báo thân chúng ta hết, A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí, Văn Thù Phổ Hiền, Địa Tạng vân vân, các ngài hiện đến trước mắt chúng ta, rước thần tiếp rước thần thức chúng ta. Trong khoảng một niệm sát na rất nhỏ, rất ngắn thôi, chúng ta được về Tây Phương Cực Lạc thế giới, nương vào hoa sen gì ở ao Liên Trì chín phẩm mà sinh ra. Hoa nở thấy Phật, vừa thấy Đức Phật, tai nghe chính pháp, tâm sinh đại hoan hỷ, liền chứng được quả ngộ gì, quả vị gì, vô sinh pháp nhận, vĩnh viễn thoát ly sinh tử. Từ đó tùy theo bản nguyện của mình và thần nương vào thần lực của A Di Đà Phật, trong một khoảng bữa ăn có thể biến khắp mười phương phân thân vô số, thân thừa cúng dường hằng hà sa số các đức Phật khắp trong mười phương, và lại được các đức Phật đấy khen ngợi, giơ cánh tay vàng xoa đầu thọ ký cho mình gì, được thành Phật trong một kiếp rất gần không xa. Những cái việc làm hoan hỷ như thế, lợi ích như thế chúng ta không làm thì cứ đi để chạy đông chạy chạy tây rong ruổi, tìm ngược tìm xuôi làm cái gì, đi xem bói xem toán làm gì nữa, cho nó gì, cho nó lo mất của mà lại còn lo vào thân, lang thang trên mạng lắm làm gì nữa, cho nó gì loạn tâm ra. Đấy, có tuổi rồi thì gì, lo tu đi. Đó. Tiếp theo là câu hỏi một bạn sinh viên nữa. Bạn hỏi rằng ạ, con chào thầy, con xin phép thầy cho con hỏi một vấn đề về gia đình ạ. Mẹ con làm nghề bán gà, không thể tránh khỏi sát sinh vì là nghề kiếm sống, không thể từ bỏ vì nhiều lý do. Con xin thầy cho con lời khuyên, chỉ giúp con cách để có thể giảm bớt tội nghiệp mà mẹ con phạm phải ạ. Con xin cảm ơn thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là một câu hỏi của một bạn sinh viên tham dự khóa tu hôm rồi. Bạn nói rằng mẹ của bạn làm nghề bán thịt gà, nhưng mà đây là cái nghề mưu sinh của gia đình bởi nhiều lý do. Trong đó mình phải nói thì chắc chắn là lý do về kinh tế. Vì ổn định kinh tế gia đình, đặc biệt là gì, nuôi các con ăn học, cha mẹ chúng ta sẵn sàng làm tất cả các công việc, mặc dù biết có thể việc đó là việc gì, việc có lỗi với gì, với các loại chúng sinh khác, thậm chí là gì, kết oán với các loại chúng sinh khác, như là nghề gì, sát sinh hại vật. Nhưng mà vì con cái, cha mẹ gì vẫn sẵn sàng hy sinh tất cả để cho con cái được ăn được học, để cho con cái gì không bằng chúng bằng bạn, nhưng mà nó cũng không gì không quá kém chúng bạn quá. Thì đấy là gì? Đấy là cái tình của cha mẹ dành gì, dành cho con cái. Bạn hỏi vậy thì bây giờ cái nghề đó thì bằng nhiều lý do bây giờ không thể bỏ, nhưng mà xin thầy để cho lời khuyên để giúp cho gì, cho mẹ giảm bớt những cái tội khổ về sau này, cái nghiệp báo về sau này. Thì cái thứ nhất là một người con muốn báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục cao hơn núi Thái, rộng hơn biển sâu của cha mẹ, thì bạn phải là người người con hiếu thảo, chân thành, chính trực. Phải đặt vấn đề gì? Hiếu thảo và đặt vấn đề học tập lên hàng đầu,
khi mà bạn còn đang gì, đang ngồi trên ghế nhà trường là một sinh viên, nhớ đến cái công ơn sinh thành dưỡng dục to lớn của mẹ, nhớ đến hàng ngày mẹ vẫn vì mình mà gì, mà làm những việc gọi là trái với luân thường đạo lý của nhà Phật. Còn ở thế gian thì họ cho cái việc đó là việc bình thường, nhưng mà với nhà Phật á, thì Đức Phật trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa ngài nói rằng gì, tất cả chúng sinh đều có Phật tính, ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Cho nên đối với một đệ tử của Đức Phật, dù tại gia xuất gia, việc sát sinh hại vật đó chính là việc gì, giết một vị thập Phật tương lai, tội lỗi đó không sao mà dùng lời nói có thể diễn tả hết được. Có cái là quả báo hôm nay chúng ta chưa thấy gì, nó chín, chúng ta chưa biết sợ, và chúng ta cứ nghĩ rằng á, nó không có quả báo ấy. Mới sáng hôm nay, sáng sớm hôm nay, tôi xem một cái clip về ở trong miền Nam, có về một một anh chuyên làm nghề gì, thịt chó, chuyên giết chó, thịt chó để bán cho các quán hàng, bán cho các quán phở, rồi bán cho các quán nhậu. Anh ta làm được một thời gian cũng khá khá dài. Thì một hôm ấy, anh ta vừa giết một con chó xong thì anh ta kiểu như bị trúng gió, và anh ta, mọi người thấy anh ta là gì? Nằm lăn ra trên đất. Rồi được một chốc ấy, thì anh ta bắt đầu lăn lộn ra chưa hết, anh ta bắt đầu là gì, sủa ra tiếng chó. Thấy người đến mà cái anh ta sủa ra tiếng chó. Và một điều quan trọng nữa, nhìn anh ta gì, lúc đó thì nghe lạ như vậy, hàng xóm đến thăm, nghe cái tin lạ như vậy, một anh đồ tể chuyên giết chó nay tự nhiên bị ngã lăn ra đất kiểu như là bị trúng gió thì lại sủa ra tiếng chó. Mọi người thấy lạ đến xem. Anh ta thấy càng đông người đến thì anh ta càng chui vào trong gầm giường. Đúng như kiểu là gì, đúng giống như kiểu chó thấy người đến đông một cái thì sợ người sủa nhưng mà chui vào gầm giường. Anh ta chui vào gầm giường thì vừa chui gì, vừa sủa. Tôi xem cái clip thế là anh ta thì vì anh ta to lớn quá, chỉ chui được mỗi một nửa phần người vào trong, còn từ cái phần lưng trở ra nó vướng cái giường, nó không thể vào được. Và càng nghe người ta đến nhiều, anh ta càng rúc vào và càng sủa to hơn. Và đặc biệt là gì, cái đôi mắt, cái người quay phim ấy, chắc là dùng cái máy quay, dùng bằng máy điện thoại để quay, hoặc là máy iPad để quay, cho nên là lắm khi là hình nó cũng giật và nó không được rõ lắm. Nhưng mà thấy, nó vẫn thấy rõ, rõ rõ ràng là gì, hai cái ánh mắt của anh ta lúc đó nó sáng lên như ánh mắt của con chó ở trong đêm tối vậy. Vì khi nó quay vào trong cái gầm giường thì nó hơi tối tối một chút, không nhìn thấy rõ mặt của anh ta, chỉ nhìn thấy rõ gì, hai con mắt xanh lè và sáng quắc như con mắt chó ở trong đêm vậy. Và mọi người chung quanh họ còn nói rằng đấy đấy, tiếng của họ nói chung quanh, tiếng này ở trong miền Nam, họ nói đấy đấy, mắt thấy chưa, đôi mắt đúng như mắt chó, không sai một chút nào. Mà tiếng sủa thì giống tiếng chó hệt 100% rồi. Đấy gọi là quả báo nhãn tiền. Trong kinh Phật gọi là nhân quả rõ ràng, hay mình còn gọi là quả báo nhãn tiền. Nghĩa là sao? Nghĩa là quả báo đến sớm vậy, ngay kiếp này vậy, không cần phải đợi đến kiếp sau, cũng chẳng cần phải đợi đến chết đi mới vào địa ngục thọ báo, hay là chết đi làm thân gì, thân chó để cho gì, cho người ta giết trở lại. Mà đấy gọi là quả báo nhãn tiền, tức là quả báo ngay trước mắt, nhân quả rõ ràng, không có phải đi tìm ở đâu xa. Phật tử này, bạn sinh viên này, có thể nếu chưa tin thì tìm ở trên cái trang Facebook của nhà chùa, các vị ấy cho đăng lên ở đó xem và đưa cho mẹ xem. Mà nếu mà mẹ mà xem được, mà nếu mà khuyên mẹ được chuyển cái nghề khác sớm càng tốt, mà vẫn đảm bảo cuộc sống gia đình, vẫn đảm bảo gì, để cho bé đi ăn học, cho các con đi ăn học. Đó, ví dụ như buôn bán hoa quả, hoặc là hàng khô, bánh kẹo, vân vân. Những người buôn bán hoa chuyển, buôn bán hoa quả, hàng khô, bánh kẹo hay quần áo vẫn sống mà. Họ vẫn sống. Đó, họ vẫn sống. Nhưng có cái gì? Có thể là nó kiếm tiền, nó gì, nó vất vả hơn một chút. Đó, phải làm cả ngày. Còn cái này thì dậy sáng, cắt tiết mấy con gà, đem giao cho mấy hàng phở là gì? Có đôi trăm nghìn hoặc vài ba trăm nghìn rồi. Nó nhàn hơn. Nhưng mà tạo nghiệp rất khủng khiếp. Cách đây năm 2010, cuối 15 sang đầu 16, thầy có nghe câu chuyện các Phật tử ở thị xã Sơn Tây.
nói rằng có cái bà bạn ở nhà hàng xóm của một Phật tử, có bà bạn hàng xóm. Bình thường thì ngày xưa thì thỉnh thoảng mùng một ngày rằm bà cũng hay đi chùa gần nhà. Nhưng mà khi cái nhà bà bên cạnh, nhà cái cô bên cạnh, bà là cũng là chuyên là buôn buôn gà, nhưng mà không giết, buôn thôi, đi mua lẻ trong dân về bắt đầu là lại đổ đi cho những quán hàng quán ăn và bán ra chợ, và lại đi buôn gà. Thế bà này thì khi mà rỗi rãi thì sang nhà cô ấy chơi. Cô ấy trước đây có cái người giúp việc chuyên hay hay làm cái việc đó, nhưng cô ấy thì bỏ về, cô không làm nữa, cô bỏ về. Thế bắt đầu cái cô hàng xóm kia bảo cái bà cụ này là thôi bây giờ cụ cũng còn khỏe, chơi không làm gì, để giúp việc cho cháu thì mỗi ngày cháu giả 100.000. Thế bà cụ nghe cũng vui vui. Thế đi chơi đi buôn dê lê lắm thì nó cũng chán. Mà bạn mình thì mấy bạn là đi vào chùa tu hết rồi, giờ ở nhà mình cũng chán, mà đi chùa thì mình cũng không thấy, cảm thấy không có duyên, cho nên lại cũng không muốn đi chùa để tu với các bạn. Thế là ở nhà, sang nhà hàng xóm. Ngày ngày làm cái gì? Ngày ngày chỉ có việc là gì? Nhồi bánh đúc vào trong trong bụng con gà. Nó không muốn ăn đó, thì cũng há mồm nó ra, cạy miệng nó ra và nhồi cho thật đầy vào. Bình thường là mỗi con gà như vậy nó được 3 cân, thì nhồi khoảng độ 3 hoặc 5 lạng bánh đúc vào cho nó đầy cái niều nó ra, đầy cái niều con gà ra, và bắt nó phải nuốt đến mấy lạng bánh đúc vào như vậy. Và sau đó thì đem đi bán. Cứ như thế, cứ như thế 5-6 tháng trời. Và một hôm bà ấy thấy mình khó chịu và đi khám, phát hiện ra mình bị ung thư gì? Ung thư cổ. Ung thư cổ. Bà hàng ngày có mấy tháng trời hàng ngày bắt những con gà tội nghiệp kia, cạy miệng nó ra và đút bánh đúc vào trong miệng nó, đút bánh bánh đúc bánh phở vào trong miệng nó, bắt nó gì? Phải ăn, không ăn cũng phải ăn. Mà ăn cho tặc lên đầy đầy tới cổ thì mới thôi. Tức là mỗi con bình thường nó phải được ít nhất là 3 đến 5 lạng nữa. Mà mỗi ngày được có 100 nghìn. Một tháng 30 ngày, tôi cứ cho làm hết cả 30 ngày, được 3 triệu bạc. 6 tháng được bao nhiêu triệu? 36, 18, được 18 triệu đồng. Mà tạo tội không biết bao nhiêu. Và 3 tháng ấy, 6 tháng ấy, 18 triệu ấy không bỏ để cho bà gì, đi khám bệnh viện và mua một lần mua thuốc. 18 triệu đồng. Mà bị cái quả báo là nhãn tiền đó là bị bệnh ung thư cổ. Khi mà bà ấy bị như vậy, phát hiện ra như vậy thì bà bắt đầu đi thuốc thang rồi, nhưng mà cũng không ổn. Càng thuốc vào bao nhiêu thì nó càng phát nhanh dữ bấy nhiêu. Mà nó phát đến cái khi mà cái ung thư ở nơi cổ họng của bà, vòm họng của bà, nó phát ra đến nỗi là không ăn được nữa, không thể ăn được cơm, nấu cháo cháo cũng chẳng thể ăn được. Vì sao? Vì đau. Và bà ấy rên la suốt ngày. Rồi mấy bà bạn mà ngày xưa chơi với bà mà hay vào đây tu tụng kinh Địa Tạng đó, về mới nói với bà là thôi đây chắc cũng là cái nghiệp báo của bà thôi hoan hỷ rồi niệm Phật đi. Bà bảo là đau thế này niệm làm sao được, đau lắm, không thể nào mà niệm được. Thế các Phật tử ấy khuyên là thôi bà nghe tôi, bà thì bà cứ niệm thầy nói rằng á, có người nào mà mắc vào cái tội báo khổ mà niệm danh hiệu Phật, danh hiệu Bồ Tát, Địa Tạng được á, thì tiêu trừ nghiệp trước. Mà chúng tôi cũng đi chợ niệm cho một số ca, họ đau đớn là gì, lăn lộn, nhưng mà chúng tôi đến tụng kinh Địa Tạng và niệm Phật cho họ, họ bớt đau, thậm chí có người không còn đau nữa. Và bà cũng nên nghe thầy và nghe chúng tôi mà niệm. Thì lúc đầu bà bảo đau không niệm được, nhưng là do cái sự động viên của các Phật tử á, thì bà cố gắng bà niệm thầm ở trong tâm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát và Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Bà nhất tâm bà niệm như vậy thì một tuần sau, hơn tuần sau, bà thấy là bớt đau hơn và uống được cháo loãng. Và cứ niệm như vậy thì khoảng độ một tháng sau thì bà bớt hơn, nhưng mà vẫn phải ăn cháo. Nhưng trước khi ra đi ạ, bà gần như không bị đau nữa, tức là bà vẫn chết, bà đau và vẫn chết, ca đây không khỏi, vẫn chết. Nhưng mà trước khi chết đó, bà tỉnh táo vẫn niệm Phật được cho đến giây phút cuối. Đó cũng là một cái duyên lành để trước khi nhắm mắt xuôi tay, bà có gì có thể sám hối ăn năn trước Phật, trước Bồ Tát, với trước những gì, trước những cái thần thức của những con gà mà tội nghiệp kia, oan ức kia, thù hận bà kia đó. Cho nên ở trường hợp này thì
thầy cũng khuyên bé này, vừa là thứ nhất là bé này phải chăm chỉ học hành, trở thành một đứa con ngoan trò giỏi, để mong rằng mình học ra trường, mình xin vào các cơ quan nhà nước hoặc các doanh nghiệp sớm có công ăn việc làm, để lo cái phần vấn đề kinh tế, ổn định kinh tế cho gia đình. Nếu mà còn các em đi học thì mình có thể gì chưa vội lập gia đình mà ở nán lại mấy năm để gì thay mẹ, giúp mẹ nuôi cho các em nó ăn học. Mình phải hy sinh bản thân mình như thế một chút, chứ không có mới học xong một cái lại lại lo lập gia đình, tức là lại lo lập gia đình, có gia đình riêng thì mình lại lo cho cái mái ấm gia đình của mình, cũng chẳng giúp được mẹ cái gì cả, chẳng giúp được gia đình cái gì cả. Như thế thì cũng chưa phải là người con hiếu thảo, người con biết nghĩ về về cha mẹ. Cho nên vì sao thầy nói về trường hợp này, thầy thì khuyên như vậy, thì bạn có ở lại làm kinh tế để giúp mẹ thì mới có thể khuyên mẹ bỏ cái nghề sát sinh để làm cái nghề khác, nó có thể kiếm được ít tiền hơn một chút, vất vả hơn một chút, nhưng mà điều quan trọng là nó không đem cái quả báo xấu ác đến gì đến cho mẹ bạn và gia đình bạn về sau này. Cho nên với bạn sinh viên này, thầy có lời khuyên như vậy. Và thêm một chút nữa là bạn này cũng nên đọc tụng kinh Địa Tạng hàng ngày, ngày được một hai thời, kể cả bạn làm sinh viên bạn vẫn đọc được, đọc tại bàn làm việc của bạn, học bàn học của bạn như thế này. Nhưng ở trong phòng ký túc xá các bạn đông thì bạn chỉ đọc nhẹ nhàng như mình đọc sách thôi, chứ đừng có đọc to lên thì như ở trên chùa lại gào thật to lên, như vậy thì các bạn lại không ngủ được, hoặc các bạn không học được, các bạn không hoan hỷ đó. Đấy là cái việc tế nhị, đối nhân xử thế với nhau ngay ở trong gì, ở trong ký túc xá của mình, trong nhà trọ của mình vậy đó. Với bạn thì có lời khuyên như vậy. Bạch thầy cho con hỏi thêm, trong khóa tu này là khóa tu đầu tiên con tham gia, mỗi lần niệm A Di Đà Phật được khoảng 10 câu là con chảy nước mắt không kìm được. Con muốn biết là có nhiều bạn giống con không và tại sao con lại như vậy ạ? Cái trường hợp này chắc chắn là có nhân duyên đặc biệt với Phật. Bạn đã từng gieo duyên rất nhiều đời nhiều kiếp với Phật. Cho nên nay con gì được về nhà. Lần đầu tiên đi chùa, lần đầu tiên dự khóa tu mà. Cho nên giống như người đứa con trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói giống như gã cùng tử đi xa được về nhà, tức là bỏ cha ra đi. Ngày xưa do mà mải chơi bời gì, mải chơi bời mà khởi lên một tâm niệm là gì, ta có thể gì bỏ ngôi nhà này mà ra đi vẫn sống tự do tự tại. Nhưng không ngờ ra đi á, trong cuộc sống á, xã hội đó nó lôi cuốn, nó khiến cho gì nó quay cuồng ở đây, nó trở thành gì một kẻ lang thang đầu đường xó chợ, rất vất vả vì miếng ăn vậy. Nhưng sau 50 năm ra đi, nay quay trở lại gặp cha, cha cũng đi tìm con bao nhiêu năm nhưng mà gặp nó nhưng không dám nhận, vì gì, vì cho người đến để bắt nó về á, thì nó sợ là bị giết, nó sợ quá nó ngã lăn ra đất. Thì người cha thấy thế, do gì biết rằng cái đứa con của mình á, trong 50 năm qua tinh thần nó bạc nhược, nó tự ti, cho nên đã bảo cái người hầu là thôi cứ thả nó cho nó đi đi. Thả xong nó đi rồi á, thì lại sai những người hầu khác dùng phương tiện để đến để thân cận, kết nghĩa với nó, và bảo anh em với nó, bảo là đi đến đây có nhà trưởng giả này thuê người làm, lương trả là hậu hĩnh lắm. Thấy như vậy thì bây giờ gã cùng tử mới nghe theo cái người kia và cùng đi đến để làm thuê thì 5 năm 10 năm, dần dần đã người cha thấy là cái gã này là không giống như gã làm thuê khác. Tuy nó làm thuê nhưng không gã như gã làm thuê khác, rất là chân thành, thật thà, mộc mạc, chất phát, và điều quan trọng là trung thực, chịu khó. Cho nên là người cha dần dần là giao các công việc quán xuyến sổ sách vào ra thu chi cho cả gia đình mình, cho gì cho nó biết và bắt nó làm đi cho quen. Một ngày nó quen á, người cha gì mời vua với họ hàng thân tộc đến, và đức vua là chủ của cả đất nước đó đến gì chiêu đãi bữa tiệc, và sau bữa tiệc gần tan và đứng lên nói với trước vua và các quan đại thần và nhân dân họ hàng rằng á, trước đây tôi vốn có một đứa con nhưng nó bỏ tôi mà ra đi. 50 năm qua tôi đã tìm nó khắp các nơi, nay tôi đã tìm thấy, và kẻ đi ở làm thuê kia chính là đứa con của ta chính là gì, là cha của nó. Ngày xưa nó vốn tên là, ta có tên là, sống ở nơi đó nhưng ta đi tìm con lang thang nhiều năm nay đến nơi này, trụ lại nơi đây, và bây giờ bằng chứng là những đứa con đấy gì, cái gì ở trong nhà tôi bây giờ nó cũng gì cũng biết, từ sổ sách thu chi rồi tất cả mọi cái bí mật nhất trong gia đình tôi bây giờ nó đều biết. Cho nên nay là công bố trước bản dân thiên hạ và quốc vương
đại thần và các cụ cao niên trong dòng họ làm chứng cho hôm nay chính là ngày con nhận lại đứa con của con, và đứa con của con nay nó cũng nhận lại người cha của nó. Cho nên cái trường hợp này, thầy nói là cái bạn này đã có duyên để rất nhiều đời nhiều kiếp với Phật rồi, nay về chùa lễ Phật cũng giống như gã cùng tử xa cha đi về nhà, mà khi mà đọc kinh, khi mà niệm Phật, tự nhiên lòng cảm thán ở trong gì, trong sâu thẳm, trong a lại gia thức của mình, nó tuôn trào như là đứa con đi xa cha mẹ, nay về nhà gặp nhau, mừng mừng tủi tủi ôm nhau mà khóc. Giọt nước mắt ấy là giọt nước mắt gì? Vui sướng, chứ không phải là giọt nước mắt đau khổ. Cho nên bạn này thôi cứ yên tâm hoan hỉ đi, không phải là tà ma ngoại đạo đâu mà lo. Cứ học đi, cứ học cho nó xong đi, khi đó tự nhiên bạn sẽ gì? Sẽ thấy cái đường gì? Cái đường đi của mình phải làm như thế nào. Nhân duyên lúc đó sẽ chỉ cho bạn, và khi đó định mệnh của bạn sẽ chỉ cho bạn phải làm như thế nào. Và mong rằng bạn sẽ gì? Sớm quay trở được về với ngôi nhà, gặp lại người cha của mình, gặp được người cha thật sự của mình. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.